Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn, Thạch Trư, ngay sau đây. Nữ viện là nơi bắt đầu cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của nữ đệ tử thượng viện. Nó đối với bất luận một vị nam đệ tử thượng viện nào đều là một nơi hoàn toàn lạ lẫm, tràn đầy thần bí. Cũng đã từng có nam đệ tử tiến vào nữ viện, sau đó bị đánh đến mất trí nhớ, trục xuất ra khỏi kiếm môn. Loại chuyện này hàng năm đều sẽ phát sinh một hai lần, mặc dù như cũ vẫn có không ít nam đệ tử đối với nữ viện tràn đầy hướng tới, thế nhưng sự hung hiểm của nữ viện cũng là xung quanh đều biết cả. Mặc dù có thân mật với nữ đệ tử, cũng chỉ có thể ở ngoài nữ viện mà chờ đợi, nhân vật chính của mình đi ra lại không dám tự mình bước đi vào. Vị này thật là một dũng sĩ, một đường đi tới như vậy sao? Mấy vị nam đệ tử ở ngoài viện nhìn có chút hả hê nói. Thời gian Trung Nhạc trở thành đệ tử thượng viện rất ngắn ngủi. Trở thành đệ tử thượng viện về sau liền liên tiếp phát sinh sự kiện, căn bản không có người nói cho hắn biết nữ viện nghiêm cấm nam đệ tử tiến vào. Bởi vậy liền quang minh chính đại mà đi vào nữ viện, lại cũng không có ai ngăn trở. Tòa nữ viện này cùng nam viện chúng ta thật có chút bất đồng, phong cảnh cũng hợp lòng người, đẹp không sao tả xiết nổi. Hắn vừa đi vừa dò xét cảnh trí bốn phía, chỉ thấy tòa nữ viện này cảnh sắc tú lệ, một đường nhiều loại hoa thịnh gấm, lục sơn bích thủy thanh thiên, đầy hồ toàn là một màu. Mà ở trong hồ, thuyền nhỏ rong chơi, giống như trong nước còn có chim cốc, uyên ương chơi đùa. Lại có tiếng ca nữ tử truyền đến, uyển chuyển, không linh, dư âm quanh quẩn mà không dứt. Trung Nhạc ngừng chân lại, nhìn xem thế nào, chỉ thấy một vị nữ đệ tử ngồi ở mũi thuyền, thanh sướng một khúc, nước gợn nhộn nhạo. Mấy vị thiếu nữ ướt sũng từ đáy nước lặn lên, ghé vào bên cạnh thuyền, lặng lặng lắng nghe, đầu vai lộ ra khỏi mặt nước. Có nam nhân nhìn trộm các người tắm rửa kìa. Nữ tử trên thuyền đột nhiên nhìn thoáng qua Trung Nhạc bên hồ, cả kinh kêu lên. Mấy vị thiếu nữ ở trong nước kêu lên một tiếng, vội vàng lặn vào trong nước, lật lên vài đóa bọt nước. Trung Nhạc vội vàng bước nhanh ly khai. Mấy nữ đệ tử lặn đến trên đảo nhỏ ở trong hồ, rất nhanh mặc lại quần áo. Nguyên một đám mắt hạnh nộ trợn, đằng đằng sát khí đạp sóng mà đến, tìm kiếm vị trí của Trung Nhạc. Chỉ là Trung Nhạc bước đi cực nhanh, hơn nữa các nàng còn muốn mặc quần áo, đã chậm trễ thời gian, đã để cho Trung Nhạc đi xa. Có nam nhân xâm nhập thượng viện chúng ta, hơn nữa còn nhìn trộm tỉ muội chúng ta tắm rửa. Mau, mau thông báo cho những tỉ muội khác đi, lập tức đem người tìm ra tới cho ta. Sắc đảm ngập trời mà, cũng dám xông vào nữ viện này, còn dám rình mò coi tỉ muội chúng ta tắm rửa. Nếu tìm được hắn ta, trực tiếp cắt đi ba cái chân của hắn ta. Trung Nhạc giống như đang nhàn nhã dạo chơi, hành tẩu trong nữ viện. Hắn thầm nghĩ, thanh niên muội tử đến cùng là ở nơi nào đây? Nữ viện lớn như vậy, nữ đệ tử lại nhiều như vậy, tìm kiếm ngược lại cũng không dễ dàng gì, không bằng tìm người hỏi một chút vậy. Trung sư đệ, ngươi làm sao lại chạy tới nơi này vậy? Đột nhiên chuyển đến một thanh âm quen thuộc. Trung Nhạc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Đình Lam Nguyệt mặc một bộ trang phục cô gái nông thôn, trong tay còn mang theo rổ hoa. Trong rổ hoa đặc biệt lại còn có hoa tươi, nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, ngay cả nữ viện cũng dám xông vào sao? Đình Lam Nguyệt bước nhanh đi tới, đột nhiên tỉnh ngộ, có chút ngượng ngập nói. Ngươi mạo hiểm xâm nhập vào nữ viện là tới tìm ta hay sao? Người ta vẫn chưa thay đổi quần áo mà. Trung Nhạc cười nói. Sư tỷ đã hiểu lầm. Ta tại nữ viện này có một người quen cũ tên là Thủy Thanh Nghiên, là tộc nhân của Thủy Đồ Thị, của bộ lạc Vị Thủy.
ta đã từng đáp ứng với nàng đến đây thăm nàng. Vài ngày trước đó không có thời gian, tới hôm nay mới rảnh. Sư tử có biết Thủy sư muội không? Ồ, nguyên lai không phải là tới tìm ta. Trong lòng Đình Lam Nguyệt có chút thất lạc, lập tức cười nói: Sư đệ là tới tìm Thủy Thanh Nghiên sư muội hay sao? Chẳng lẽ Thủy sư muội là tiểu tình nhân của ngươi sao? Không đợi cho Trung Nhạc phản bác, Đình Lam Nguyệt vội vàng bắt lấy cánh tay của hắn, kéo về hướng trong sân của chính mình nói: Lá gan của ngươi cũng quá lớn rồi, nếu là bị người khác biết rõ ngươi xâm nhập nữ viện này, ngươi liền không dễ nhìn đâu. Tới trước trong sân của ta trốn một hồi đi. À đúng rồi, có người nhìn thấy ngươi tiến đến đây hay không? Trung Nhạc lúng ta lúng túng nói: À thì ta ở bên hồ thấy có người ca hát, còn có người tắm rửa, rồi bị người ta phát hiện, sau đó ta liền đi tới đây. Đình Lam Nguyệt lườm hắn một cái, giở khóc giở cười nói: Ngươi thảm rồi, trong những người tắm rửa có đại sư tỷ của nữ viện chúng ta, Ngô Phi Yến là cháu gái của một tộc trưởng Ngô Thí trong thập đại đại tộc. Có Ngô Thí dùng Ngô làm họ, bài danh thứ hai trong thập đại thị tộc. Thực lực của Ngô sư tỷ được công nhận là người đầu tiên bên trong nữ viện này. Thủ đoán gần như luyện khí sư, tính cách thì nóng nảy. Người cũng dám nhìn trộm nàng tắm rửa, người nhất định phải chết thôi. Người trước tiên trốn vào trong phòng của ta đi, đợi đến lúc phong ba bình ổn lại thì ta sẽ lặng lẽ tiến đưa đi ra ngoài. Trung Nhạc giải thích nói: Cũng không phải là ta cố ý xem nàng tắm rửa, mà là nghe tiếng ca đến mê mẩn thôi. Cô gái đang hát kia cũng không phải nhân vật bình thường, nàng đến từ Lâm Đào Thí, xếp hạng thứ 3 trong thập đại thị tộc, tên là Đào Đại Nhi. Có tiếng ca động lòng người nhất à? Cha nàng trưởng lão chấp pháp của kiếm môn chúng ta, lúc ngươi bái vào sơn môn chắc từng thấy hắn rồi. Mỗi ngày mặt đều đen lại, vị trưởng lão kia xem ai đều giống như là cửu nhân giết cha của mình vậy. Đình Lam Nguyệt cảm thấy nhức đầu, đem lệnh bài thượng viện của chính mình đặt lên trên cửa nói: Nếu như bị người phát hiện thì ngươi liền thật sự chết chắc rồi. Ta đi tìm Thủy sư muội. Bất quá hai người các ngươi không thể làm loạn ở trong sân của ta được, làm cái chuyện xấu hổ gì được. Trung Nhạc buồn bực nói: Ta cùng Thủy sư muội thì có thể làm cái chuyện gì xấu hổ đây? Đình Lam Nguyệt hung hăng lườm hắn một cái, nổi giận nói: Dù sao các ngươi không thể làm loạn ở trong viện của ta được. Cũng không lâu lắm thì Đình Lam Nguyệt trở về, nhưng lại không có thấy Thủy Thanh Nghiên theo bên người. Nàng hướng Trung Nhạc lắc đầu nói: Tiểu tình nhân của ngươi mấy ngày trước đây bị luyện khí sĩ Thủy Đô Thí triệu kiến lên núi rồi, sau khi trở về lên bế quan. Vừa nãy ta đi gặp nàng, nàng nói không muốn thấy ngươi. Các ngươi cãi nhau sao? Ta thấy sắc mặt của nàng có chút không tốt, ta thuận miệng nói với nàng chuyện ngươi suýt nữa đã chết trong ma khư, mà nàng cũng hở hững à. Trung Nhạc nao nao thầm nghĩ: Thủy sư muội luôn luôn ôn nhu, ta cũng chưa từng đắc tội với nàng, vì sao hôm nay lại trở nên lạnh lùng như vậy vậy? Đình Lam Nguyệt tiếp tục nói: Ngược lại là tu vi của Thủy sư muội rất là kinh người, ta xem từ sau khi nàng từ trên núi trở về, tu vi liền tiến bộ thần tốc à, so với ta còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Đoán chừng không bao lâu nữa đâu liền có thể cảm ngộ đến linh, trở thành luyện khí sĩ rồi. Tốc độ tu luyện cỡ này thật sự thần tốc mà, so với ngươi lại còn nhanh hơn vài phần. Hiện tại Ngô Phi Yến có thể bảo trụ tên tuổi của đại sư tỷ hay không đều rất khó nói được. Trong nội tâm của Trung Nhạc thất vọng đứng lên nói: Nếu Thủy sư muội đã không muốn gặp ta, vậy ta cũng nên rời đi rồi. Đình Lam Nguyệt vội vàng nói: Không được, nếu như ngươi bây giờ rời đi nhất định sẽ vừa vặn bị bắt lại. Nếu có người nhìn thấy ngươi từ trong phòng của ta đi ra, ta sẽ mắc cỡ chết người mất thôi. Đợi đến lúc buổi tối, ta sẽ lén lút tiến đưa ngươi đi ra ngoài. Trung Nhạc gật đầu, hai người liền ăn tĩnh trở lại. Đình Lam Nguyệt cùng hắn ở chung một phòng, cũng có chút ít không quen, vụng trộm nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Trung Nhạc cũng không phải thuộc loại nam tử tuấn mỹ, ngược lại gương mặt có chút tục tằn, mày rậm mắt to, một thân cơ bắp kiên cố hữu lực, bờ vai rộng lớn, dáng người cũng so với những thiếu niên bình thường cao hơn một nửa. Thân hình của mình coi như đã là rất cao rồi, cái đầu ở bên trong nữ tử cũng xem như cao đấy. Thế nhưng ở trước mặt hắn vẫn là lộ ra cảm giác giống như chim non nép vào người vậy. Nhìn kỹ lại, Trung sư đệ ngược lại so với những đệ tử tuấn mỹ kia càng dễ nhìn hơn một chút đã.
Khuôn mặt của Đình Lam Nguyệt ửng đỏ nghĩ thầm. Màn đêm buông xuống, lại qua hơn một canh giờ, Đình Lam Nguyệt mới mang theo Trung Nhạc lặng lẽ mà đi ra ngoài, hướng ngoài nữ viện đi tới. Một khỏa tâm hồn thiếu nữ thình thịch đập loạn, lén lén lút lút mang theo một tiểu nam nhân chuồn ra khỏi nữ viện. Nếu là bị người ta phát hiện, danh dự của cô nương ta đấy liền toàn bộ bị mất rồi. Trung sự đệ tuyệt đối sẽ bị người khác xem thành tiểu tình nhân của ta mất thôi. Trong nội tâm của nàng tâm tình bất định, cũng may sắc trời đã tối, trên đường không có đụng phải những nữ đệ tử khác. Đột nhiên lúc đi qua một cái sân, tân hỏa trong thức hải Trung Nhạc lên tiếng nói: Nhạc tiểu tứ, ta cảm ứng được khí tức của thiên tượng lão mẫu khoảng cách rất gần. Sao? Thiên tượng lão mẫu sao? Trái tim của Trung Nhạc đập mạnh một cú thầm nghĩ: chẳng lẽ thiên tượng lão mẫu trốn ở trong thượng viện kiếm môn hay sao? Tôn ma thần chi linh này hơn phân nửa là ký sinh ở trong cơ thể một người nữ đệ tử nào đó rồi, chắc hắn là sống ở trong tòa viện này. Ngọn lửa nhỏ nhảy động nói: khí tức của nàng cực yếu, bị giấu ở trong cơ thể của nữ tử, ngẫu nhiên mới thoát ra một tia khí tức, yếu đến khó có thể cảm thấy được. Chắc là vừa mới đạt được thân hình này không có bao lâu, còn không cùng thân hình này dung hợp hoàn toàn. Nếu đợi sau khi nàng dung hợp hoàn toàn, ta cũng khó có thể cảm ứng được nàng ta. Trung Nhạc hướng cái đình viện này nhìn lại, Đình Lam Nguyệt chợt kinh ngạc, sau đó phốc cười nhạo nói: Trung sư đệ quả như là người hữu tình tâm hữu linh tê. Rõ ràng liếc nhìn một cái là biết đây là trụ sở của tùy thanh niên sư muội ở rồi. Nhưng tức là tiểu tình nhân của ngươi lại không muốn gặp ngươi. Mau đi thôi, miễn cho bị người ta phát hiện, nếu không là ta thay thủy sư muội chịu tiếng xấu thay cho người khác rồi. Trong đầu của Trung Nhạc ầm một tiếng rồi trở nên trống rỗng, bước cao bước thấp đi theo nàng, đi thẳng về phía trước. Sau một lúc lâu, rốt cuộc đi ra khỏi nữ viện. Thủy sư muội bị thiên tượng lão mẫu ký sinh rồi sao? Trong đầu của hắn trống rỗng, người thiếu nữ luôn gọi mình là Nhạc ca ca lại bị thiên tượng lão mẫu ký sinh, lại để cho hắn thật sự có chút không cách nào tiếp nhận. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc mới tỉnh ngộ lại rồi nói: Tân Hóa, nếu là bị ma thần chi linh ký sinh, như vậy thủy sư muội còn là thủy sư muội sao? Ma thần chi linh là mạnh mẽ cỡ nào đấy? Linh hồn của người bình thường bị ma thần chi linh chui xuống liền chết rồi. Tiểu đồng Tân Hỏa không đếm xỉa tới nói: coi như là luyện khí sĩ cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. Nếu là bị ma thần chi linh ký sinh, hồn phách hắn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có thân thể coi như là còn sống thôi. Đình Lam Nguyệt thấy hắn thất hồn lạc phách, không khỏi lắc đầu nói: sư đệ, ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ, nếu là chầm mê sắc đẹp mà nói, chỉ sợ sẽ chậm trễ tu vi tiến cảnh của ngươi. Đình sư muội, nguyên lai ngươi cũng biết nếu như chầm mê sắc đẹp sẽ chậm trễ tu vi tiến cảnh sao? Đột nhiên trong rừng cây nhỏ ngoài nữ viện truyền đến một tiếng cười lạnh, chỉ thấy mấy vị nữ đệ tử từ trong rừng cây nhỏ đi ra, ngăn lại đường đi của hai người. Cầm đầu nữ tử đúng là đại sư tỷ của nữ viện Ngu Phi Yến, cẩn thận quan sát Trung Nhạc cười lạnh nói: đem nam nhân của ngươi giấu ở trong viện của mình, mây mưa sung sướng đến bây giờ lại giải thích như thế nào đây? Đình Lam Nguyệt nghĩ thầm một tiếng không xong, vội vàng nói: Ngu sư tỷ, các ngươi đã hiểu lầm rồi. Một vị nữ tử khác cười lạnh nói: hiểu lầm sao? Nếu như là hiểu lầm, ngươi sẽ đem tiểu nam nhân của ngươi giấu ở trong phòng của ngươi lại giấu đến bây giờ sao? Trong thời gian này các ngươi đã làm chuyện gì, còn cần ta đến chỉ ra sao? Bất quá quy củ của nữ viện không thể sửa được. Nếu không, ngươi giấu một người nam nhân, ta cũng giấu một người nam nhân, nữ viện liền chứng khí mù mịt rồi. Hôm nay tiểu tình nhân của ngươi nhất định phải lưu lại một chân. Về phần là chân nào, trong số ba chân, Đình sư muội, ngươi lựa chọn một cái đi. Đình Lam Nguyệt khẩn trương, vội vàng nhìn về phía Trung Nhạc, thấp giọng nói: sư đệ, ngươi đi trước đi. Ầm một tiếng, đột nhiên truyền đến âm thanh chói tai, thì thấy hiện ra từng căn đồ đằng trụ hào quang sáng rỡ. Ngu Phi Yến, Đào Đại Nhi và mấy nữ tử này vậy mà đã sớm ở chỗ này dùng đồ đằng trụ bố trí xuống trận thế, đem hai người bọn họ chấn áp xuống. Đình Lam Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể không cách nào động đậy, trong nội tâm lo lắng vạn phần. Đột nhiên một căn đồ đằng trụ chấn động, xoẹt một tiếng bay đến giữa không trung, rồi lại bành một tiếng nổ tung.
Trung Nhạc mở ra bước chân, đi thẳng về phía trước, cơ bắp chấn động, áp lực do đồ đằng trụ truyền đến lập tức lọt vào phản chấn của thân hình hắn. Chỉ thấy từng căn đồ đằng trụ không tự chủ được bay lên, bành bành nổ tung. Ngô Phi Yến quát lên chói tai, bay lên trời. Trong lúc đó, chỉ thấy giữa không trung, ngư nhạn song phi, tinh thần lực của nàng tuôn ra, vậy mà quan tưởng ra một đầu cá lớn cùng chim to hướng Trung Nhạc đánh tới. Trong bóng tối, hai bóng người gặp nhau, đột nhiên chỉ thấy sấm sét vang dội, chiếu sáng hắc ám. Một đầu giao long dữ tợn vô cùng mang theo lôi đình ở trong bóng đêm đại phóng hào quang, va chạm cùng ngư nhạn song phi. Gào! Tiếng rồng ngâm vang lên, Ngô Phi Yến kêu rên lên một tiếng mà rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đầu ác giao dữ tợn kia đã biến mất, mà Trung Nhạc cũng biến mất trong bóng đêm. Đình Lam Nguyệt đập mạnh một cú. Ồ, ngu sư tỷ, người đứng đầu nữ viện mà cũng không ngăn cản lại hắn ta được sao? Ngô Phi Yến hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đuổi theo thì thấy Trung Nhạc đã biến mất trong bóng đêm. Nếu như tiếp tục đuổi theo chỉ sợ sẽ đuổi tới trong Nam Viện. Lúc này dừng bước lại, quay người trở về, thản nhiên nói. Cũng có chút bổn sứ. Ở một bên, Đào Đại Nhi giận dữ nói. Đỉnh sư muối, ngươi làm sao có thể mang nam nhân đi vào được? Hơn nữa tiểu nam nhân của ngươi còn là cái đồ đang đổ lãng tử, lại nhìn trộm chúng ta tắm rửa như vậy. Đình Lam Nguyệt vội vàng nói. Trung sư đệ không lâu trước đó mới tiến vào thượng viện, nên không biết quy củ của thượng viện. Hắn cũng không cố ý muốn xem các người tắm rửa. Đào sư tỷ, ngàn vạn lần không được nói cho chàng ngươi biết. Lần trước ở bên trong ma khư, may mà có Trung sư đệ, nên chúng ta mới có thể chạy ra khỏi ma khư được. Hắn ngộ nhập nữ viện, ta tự nhiên muốn che chở cho hắn rồi, miễn cho bị mấy người các ngươi đánh chết đi. Đào Đại Nhi cười hì hì nói. Nhìn xem, ngươi khẩn trương thành bộ dạng như thế nào kìa. Ngươi yên tâm đi, vừa rồi ta tắm rửa không có bị hắn ta trông thấy đâu, nên sẽ không nói cho cha ta biết. Chỉ có người bị hắn ta trông thấy hết đấy mới có thể lừa dặn công tâm thôi. Đình Lam Nguyệt mỉm cười, vụng trộm nhìn về phía Ngô Phi Yến. Khuôn mặt của Ngô Phi Yến lạnh như băng, lạnh lùng nói. Sư muội, đem nam nhân của ngươi kêu đi ra, lại tỉ thí với ta thêm một lần, ta liền không truy cứu chuyện hắn xem ta tắm rửa. Đình Lam Nguyệt giờ khóc giờ cười, trong lòng biết Ngô Phi Yến bởi vì không có lưu lại Trung Nhạc, liền nổi lên tranh cường háo thắng chi tâm. Dù sao đại sư tỷ của nữ viện lần đầu tiên ở trong tay nam đệ tử không có chiếm được tiện nghi, tâm cường trí thịnh như nàng làm sao có thể đơn giản nuốt xuống cơn tức này. Nàng nháy mắt mấy cái nghĩ thầm. Bổn sự của Trung sư đệ càng ngày càng kinh người, quả thực ngày đi ngàn dặm, so với tiến cảnh của Thủy Thanh Nghiên sư muội cũng không chậm hơn vài phần. Hai người bọn họ ngược lại là xứng đôi, khó trách sẽ xem chúng đối phương như vậy. Bất quá vì sao Thủy sư muội lại cùng hắn náo loạn không được tự nhiên như vậy? Hơn nữa lúc sắp đi, thoạt nhìn sắc mặt của Trung sư đệ cũng rất là tệ. Trung Nhạc bước nhanh hành tẩu trong bóng đêm, xuyên thẳng qua rừng rậm. Trong thức hải bộc phát ra sóng lớn ngập trời. Thủy Thanh Nghiên bị hại vẫn làm chấn động tâm linh của hắn, lại để cho thức hải của hắn đều không thể bình tĩnh. Tân Hóa, chuyện này... Sao? Người ý định đem việc này nói cho luyện khí sĩ của kiếm môn sao? Tiểu đồng Tân Hỏa đứng trên không trung, bốn phía thì là sóng to gió lớn trong thức hải, cuộn cuộn không ngừng. Nó lắc đầu nói. Mấu chốt là, ngươi dựa vào cái gì để cho người khác tin ngươi đấy? Ngươi lấy thân phận gì? Một cái đệ tử ngoại môn thượng viện nho nhỏ của kiếm môn mà thôi, ai sẽ tin ngươi đấy? Hơn nữa, ngươi nói ra những lời này, khoảng cách cái chết liền không xa đâu. Trong lòng Trung Nhạc nghiêm nghị lập tức tỉnh ngộ. Người nói không sai, ta cần nhắc cũng không chu toàn rồi. Thiên tượng lão mẫu có thể từ ma khư đi xa, nói rõ cao tầng kiếm môn có nội gián, mà Đình sư tỷ nói Thủy sư muội là bị luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị triệu kiến, nên luyện khí sĩ của Thủy Đồ Thị có hiểm nghi không nhỏ. Thủy Đồ Thị là một trong thập đại thị tộc của Đại Hoang, nếu là cấu kết cùng thiên tượng lão mẫu, lời nói của ta chẳng những không có người tin tưởng, Thủy Đồ Thị muốn giết chết ta cũng đơn giản vô cùng. Hắn vừa nói ra lời này, chỉ thấy sóng cả trên biển dần dần bằng phẳng xuống, càng ngày càng bình tĩnh. Rất tốt, tuy nhiên vừa rồi tâm tình của ngươi bị rối loạn, nhưng là có thể rất nhanh tỉnh táo trở lại, đã giỏi hơn vô số phàm phu tục tử rồi. Tân Hỏa khen ngợi nói.
Bất quá ta vẫn là cảm ứng được sát cơ của ngươi. Ngươi là chuẩn bị giết chết thiên tượng lão mẫu sao? Trung Nhạc chậm rãi gật đầu, lại nghĩ tới thiếu nữ luôn gọi mình là Nhạc ca ca, trong nội tâm một hồi ảm đạm. Thủy Thanh Niên vẫn còn, nhưng người thiếu nữ kia đã không phải là nàng lúc đầu nữa. Nếu có thể giết chết thiên tượng lão mẫu, ta coi như là vì thủy sư muội báo thù rồi, không uổng công ta cùng với nàng kết bạn một hồi. Như vậy ngươi cần phải cố gắng rồi. Tuy thiên tượng lão mẫu chỉ là ma thần dễ nhũi thôi, nhưng mặc dù là ma thần dễ nhũi cũng là không như bình thường. Linh hồn của nàng còn tái, ký sinh về sau thì có thể nói trời sinh liền có được linh rồi. Chính là luyện khí sĩ, 100 tên như ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của nàng đâu. Tiểu Đồng Tân Hòa nói, hôm nay nàng sở dĩ còn chưa trở thành luyện khí sĩ, chủ yếu vẫn là nàng cùng với cỗ thân thể này còn không phù hợp. Đợi cho nàng dung hợp với thân thể này, muốn trở thành luyện khí sĩ chỉ là việc nước chảy thành sông. Mà ngươi, hồn phách của ngươi vẫn là quá yếu đi, cùng linh hồn của ma thần có chênh lệch như trời với đất vậy. Cho dù tu thành linh, linh hồn hợp nhất lại, so ra vẫn là thua kém với nàng. Tân Hóa, ngươi nhất định biết rõ nên làm như thế nào mới có thể thắng được thiên tượng lão mẫu sao? Trong nội tâm của Trung Nhạc khẽ động, liền vội vàng hỏi. Đây là tự nhiên rồi, thiên tượng lão mẫu cuối cùng cũng chỉ là một cái ma thần dễ nhũi mà thôi. Đợi đến lúc ngươi có đầy đủ thực lực, lúc đó có thể trở thành luyện khí sĩ rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết được. Tiểu Đồng Tân Hỏa nghiêm mặt nói, bất quá ngươi cũng là dễ nhũi, phục khi thần tộc dễ nhũi mà thôi, cho nên ngươi chẳng những cần cố gắng gấp trăm lần, hơn nữa còn phải đem căn cơ chế tạo so với bất luận kẻ nào đều kiên cố hơn. Ta có một pháp môn huấn luyện có thể giúp cho ngươi tu luyện làm chơi ăn thật, cho căn cơ của ngươi vô cùng bền vững, chỉ là không biết được ngươi có thể nuốt trôi cái khổ này hay không. Tân Hỏa ngáp một cái nói, ta đã tỉnh lại quá lâu rồi nên còn cần phải ngủ thêm một giấc nữa, chờ vũ linh đan của ngươi đến tay lại đánh thức ta, ta chỉ điểm cho ngươi tu hành. Hình dạng của nó dần dần thay đổi, biến thành một ngọn lửa thuần túy, không có tiếng động gì nữa. Sao lần này Tân Hỏa đi ngủ lại không quay về bên chấn đồng nhỏ kia sao? Trung Nhạc có chút buồn bực, chỉ thấy ngọn lửa nhỏ này lặng yên phiêu phù ở trên không thức hải của mình, cũng không có ly khai. Mà trước đó lần đầu tiên Tân Hỏa ngủ say, thế nhưng vẫn là ở bên trên chiếc đèn đồng sách dưới kia. Chẳng biết lúc nào ta mới có thể trở thành luyện khí sĩ đây, đi ra khỏi đại hoang làm bạn cùng Tân Hỏa, đi tìm thần huyết truyền nhân Tân Hỏa đấy. Trung Nhạc nhắm lại hai mắt, quan tưởng giao long đồ đằng nhiễu thể quyết, lôi đình trầm thấp nổ vang, hóa thành lôi quang giao long quấn quanh thân thể của hắn. Hiện nay kiếm môn tựa như mơ hồ lộ ra loạn tướng, cho ta một loại cảm giác bấp bênh, tựa như mây đen áp thành, lại giống như là có quái thú che giấu trong bóng đêm chờ ăn thịt người vậy. Ở dưới kiếm môn sơn lúc này đã hoàn toàn lâm vào trong cảnh lờ mờ, thế nhưng ở trên kim đỉnh kiếm môn vẫn hào quang vạn trượng như cũ. Lạc nhật ánh chiều tà chiếu rọi kim đỉnh, sau một lúc lâu ánh sáng mặt trời cũng dần dần biến mất, kiếm môn kim đỉnh cũng lâm vào bên trong lờ mờ. Cái tòa thánh địa này của đại hoang đã bị bóng tối bao phủ hoàn toàn. Đã qua hai ngày, Đình Lam Nguyệt kích động chạy tới Nam Viện, đứng ở trước cửa kêu gọi Trung Nhạc, làm cho một đám nam đệ tử đi ra trông xem thế nào, hâm mộ không ngừng. Nam đệ tử bị nghiêm cấm tiến vào nữ viện, nhưng nữ đệ tử lại có thể tùy tiện tiến vào Nam Viện, cũng thường có chút nữ tử tới gặp ý trung nhân. Trung sư đệ, đây là 920 viên vũ linh đan của ngươi. Trung Nhạc mời nàng tiến vào, Đình Lam Nguyệt lấy ra 10 cái bình ngọc cười nói, trong mỗi bình ngọc có 100 viên, bên trong cái bình nhỏ này có 20 viên. Ngươi, ta và Hà sư huynh bọn họ từng người phân được 920 viên vũ linh đan, đủ để tu luyện rất lâu rồi. Trung Nhạc không khỏi đại hỉ, vội vàng tạ ơn nghĩ thầm, cuối cùng cũng có thể tiếp tục tu luyện Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tưởng Đồ rồi. Đình Lam Nguyệt rời đi, chờ đến lúc đi ra khỏi Nam Viện mới nhớ tới một chuyện. Không xong rồi, quên nói cho Trung sư đệ, Ngu sư tỷ cùng Đào sư tỷ đang đi tìm hắn ta, để cho hắn không muốn đi ra ngoài. Ồ, Ngu sư tỷ các nàng ý định tìm được Trung sư đệ, nhìn xem bổn sự của ai càng mạnh hơn ai. Nếu như ta đi nói chuyện này cho Trung sư đệ, hắn nhất định sẽ truy vấn Ngu sư tỷ các nàng
Như thế nào lại biết người đêm đó là hắn ta? Sau đó hắn liền sẽ biết là ta đem hắn bán đi. Đình Lam Nguyệt nháy mắt mấy cái, bước nhanh rời đi. Không có quan hệ gì với ta cả, không có quan hệ gì với ta cả. Bên trong đình viện, Trung Nhạc Quan tưởng thức hải, làm thức tỉnh lại Tân Hỏa. Người muốn đánh xuống căn cơ so với những người khác kiên cố hơn. Đầu tiên, ngươi cần thể phách cường hoành. Thứ hai, cần hồn phách cường hoành. Thứ ba là cần tinh thần lực cường hoành. Tiểu đồng Tân Hỏa chậm rãi nói, ngươi tu luyện Hỏa Kỳ Cung tọa Hoàng Quan Tưởng Đồ có thể làm lớn mạnh hồn phách của ngươi, làm cường đại tinh thần lực của ngươi. Người tu luyện Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết có thể làm lớn mạnh thể phách của ngươi. Thế nhưng những cái này chỉ là tăng lên hai thứ đó thôi, không thể làm thể phách hồn phách cùng tinh thần của ngươi trở lên cường hoành được. Muốn trở nên cường hoành thì cần phải có sức bật. Một bên quan tướng Hỏa Kỳ Cung toại hoàng, một bên bộc phát ra. Mà cái viện lạc này của ngươi quá nhỏ, không chịu nổi dày vò. Đi, đi ra bên ngoài, ra bên vách núi đi. Ta sẽ cho ngươi biết làm sao đem hồn phách, thể phách cùng tinh thần lực bộc phát không giữ lại chút nào. Trung Nhạc đi ra khỏi đình viện, hướng Ẩm Mã Đài thượng viện kiếm môn mà đi. Ẩm Mã Đài là một mảnh sơn đồi. Trước sơn đồi là một mảnh hồ nước, một ít dị thú uống nước ở chỗ này. Trung Nhạc hướng phía dưới nhìn xuống, chưa phát giác ra mình có chút chóng mặt. Cái tòa sơn đồi này dốc thật sự là cao quá, giống như là có vô số cự nhân chém xuống một búa, đem dãy núi mà bổ ra vậy. Ở phía dưới hạp cốc, đoán chừng sâu khoảng ngàn trượng, mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới có mây trôi lững lờ. Tốt, ở đây tốt rồi. Tiểu đồng Tân Hỏa nói, muốn luyện thành cường hoành thể phách, hồn phách cùng tinh thần, ngươi cần làm theo những gì ta báo. Hiện tại ăn vào 3 viên vũ linh đan đi. Trung Nhạc làm theo lời nó, ăn vào 3 viên vũ linh đan, nhất thời cảm thấy được dược lực mạnh mẽ bạo phát ra ngoài, lại để cho thân thể, hồn phách cùng tinh thần lực đều trở nên một mảnh nóng hổi. Dược lực của một viên vũ linh đan cũng đã mạnh mẽ 10 phần, huống chi phục dụng 3 viên cùng một lúc đây. Hăng quá hóa dở, nếu như không cách nào tiêu hóa dược lực của 3 viên vũ linh đan, vô luận đối với thân thể vẫn là hồn phách hoặc là tinh thần của hắn đều sẽ tạo thành tổn thương thật lớn, lại để cho tu vi không tiến phản lui, thậm chí lưu lại bệnh kín. Hiện tại ngươi nhảy xuống đi. Tân Hỏa lạnh lùng nói. Cái gì? Trung Nhạc thất thanh kêu lên. Nhảy xuống. Tựa hồ âm thanh của Tân Hỏa không có bất kỳ tình cảm gì, lạnh như băng nói, sau khi nhảy xuống, lập tức quan tưởng Hỏa Kỳ Cung toại hoàng. Ở thời khắc sinh tử này, có đại khủng bố cũng sẽ có đại bộc phát ra. Ta muốn ngươi ở lúc sinh tử nháy mắt đem tiềm năng của mình bộc phát ra ngoài. Đến lúc đó, ngươi đem thể năng, tinh thần cùng hồn phách của ngươi dùng hết mọi khả năng bộc phát ra cho ta, để cho chính mình không đến mức bị té chết đi. Trên trán của Trung Nhạc không ngừng xuất hiện mồ hôi lạnh. Nhìn về phía dưới chân, Tân Hỏa cười lạnh nói, sao, như thế nào, ngươi không dám sao? Cũng thế mà thôi, dù sao ngươi cũng không phải là thần huyết phục khi thần tộc, ta không chọn ngươi làm truyền nhân Tân Hỏa là đúng mà. Chỉ bằng vào ngươi còn muốn chiến thắng Thiên Tượng Lão Mẫu sao? Trung Nhạc thả người nhảy xuống, nhảy ra khỏi Ẩm Mã Đài. Thân hình của hắn lập tức không khống chế được mà rơi xuống hướng vách núi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, bên tai chỉ có tiếng gió vù vù, tiếng gió càng ngày càng thê lương. Thời khắc này, Trung Nhạc lập tức cảm giác được có vô cùng vô tận đại khủng bố đang vọt tới, chiếm cứ ở trong đầu của hắn. Thức hải của hắn đang chấn động. Trong tích tắc khi hắn nhảy xuống sườn núi, thức hải vậy mà trở nên vặn vẹo, tinh thần lực biến thành nước biển cũng biến hóa. Theo tâm ý của hắn biến hóa thành vô số loại ma đầu khủng bố đến cực điểm, quấy nhiễu hồn phách của hắn, lại để cho hắn mất hồn mất vía. Đây chính là tâm ma. Thời khắc sinh tử thì đại sợ hãi sẽ hóa thành tâm ma ở trong thức hải, quấy nhiễu bản thân, mà đại sợ hãi này sẽ biến thành đại khủng bố. Mau, lập tức quan tướng. Tân Hỏa quát lên, âm thanh tuyên truyền giác ngộ. Trung Nhạc cắn chặt răng, cắn tới khóe miệng tràn máu, dùng hết sức để quan tưởng, ổn định lại tinh thần, hồn phách, trấn áp thân thể đang run rẩy. Ầm ầm. Phảng phất như có sấm sét nổ vang ở bên tai của hắn. Tiếp theo, hết thảy âm thanh đều biến mất,
hết thảy giác quan biến mất, chỉ còn lại có một tôn toại hoàng đỉnh thiên lập địa ở trong thức hải. Hắn không có đi quan tưởng hỏa kỳ cung cùng hỏa thụ, mà chỉ tập trung quan tưởng toại hoàng, cạn kiệt hết thảy khả năng của mình để cho toại hoàng trở nên càng hoàn mỹ. Tôn thiên hoàng thiên đế đỉnh thiên lập địa này vừa mới xuất hiện, chỉ thấy hết thảy tâm ma ở trong thức hải liền giống như là tuyết tan rã ra. Giờ khắc này Trung Nhạc đã cảm ứng không đến bất kỳ vật gì, hết thảy giác quan của hắn đều đã phong bế hết thảy, thậm chí ngay cả lỗ chân lông trên làn da cũng đã chăm chú khép kín. Tinh thần, thể năng không có một tia bị tiết ra ngoài, hồn phách cũng được vững chắc trước nay chưa từng có. Hết thảy tâm ma do thả người nhảy xuống mà sinh ra đều đã bị luyện hóa, lại để cho hắn tiến vào trong một loại huyền diệu trước nay chưa từng có. Thời gian phảng phất bất động, lại phảng phất trở nên vô cùng dài dằng dặc, dài đến thiên hoang địa lão. Đây là thời khắc sinh tử, sau đại sợ hãi, đại khủng bố là yên tĩnh đến trước nay chưa từng có, tinh thần lực tập trung cao độ đến trước nay chưa từng có, phản ứng siêu cực hạn trước nay chưa từng có. Cái gọi là phản ứng cực hạn đó, đó chính là từng cái khí quan, mỗi một tia tinh thần rất nhỏ cùng với hồn phách trong thân thể của hắn, dùng tốc độ cực hạn, tần suất cao vận chuyển mà hình thành cảm giác kỳ diệu. Thử nghĩ một chút, nếu một thời khắc nào đó ánh mắt của ngươi nhìn thấy tốc độ vận động của một vật thể lúc bình thường gấp hơn 10 lần, ngươi sẽ gặp nhìn thấy vật thể vận động so với lúc bình thường chậm hơn gấp 10 lần. Nếu một thời khắc nào đó suy nghĩ của ngươi so với lúc bình thường nhanh hơn gấp 10 lần, ngươi liền có thể cảm giác được thời gian như chậm lại. Mà nếu như thân thể, tinh thần cùng hồn phách của ngươi hết thảy cũng tiến vào phản ứng cực hạn, nếu như ngươi muốn phát lực liền có thể phát huy sức mạnh siêu việt lúc bình thường. Nếu như muốn phóng thích tinh thần, tinh thần cũng sẽ mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Nếu muốn tu luyện, tốc độ tu luyện cũng là nhanh chóng và mãnh liệt vô cùng. Thân thể của Trung Nhạc còn đang không ngừng hấp thu dược lực trong ba miếng vũ linh đan, mà dược lực vẫn đang điên cuồng chuyển hóa thành tinh thần của hắn, thoải mái hồn phách của hắn, lại để cho toại hoàng do hồn phách của hắn biến thành trở nên càng thêm cao lớn, càng thêm vĩ ngạn. Tốc độ hấp thu dược lực rồi chuyển hóa làm tu vi như thế này là tốc độ mà trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới, mà bây giờ tức thì biến thành sự thật. Theo trên vách núi nhảy xuống đến bây giờ thì rút cuộc đã qua bao lâu Trung Nhạc cũng không biết, vì ở dưới tình huống của loại siêu cấp phản ứng này, phản ứng của hắn cực nhanh, thời gian với hắn mà nói đã trở nên quá chậm. Không biết qua bao lâu, đột nhiên truyền đến âm thanh của tân hỏa bộc phát ra. Trung Nhạc tỉnh lại, mở ra hai mắt, cực hạn phản ứng đã sắp biến mất. Chỉ thấy tốc độ rơi xuống của hắn đã nhanh đến khó có thể tưởng tượng, đã sắp rơi xuống đến đáy vực. Dùng lại tốc độ rơi này, cho dù hắn có mọc ra cánh thì tuyệt đối cũng sẽ bị ném cho phấn thân toái cốt. Vù! Ngay trong tích tắc khi hắn mở mắt ra thì hắn đã rơi đến phía trên của một ngọn cây ở đáy vực. Từng mảnh rừng tùng cao ngất, đại thụ che trời cao tới hơn 10 trượng, mà khoảng cách trên 10 trượng thì chỉ cần một cái chớp mắt là lập tức đến. Chỉ sợ trong tích tắc khi hắn nhắm mắt mở mắt ra thì đã rơi xuống đất, cả người đều bị rất thành nhão nhoét. Âm thanh tân hỏa cũng không khỏi toát ra khẩn trương quát lên: "Nhanh, đem sức mạnh chứa đựng ở trong thể phách, tinh thần, hồn phách của ngươi trong nháy mắt bộc phát ra, cường hoành bộc phát ra, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Giao Long nhiễu thế, Trung Nhạc hét lớn, chỉ nghe âm thanh xì xì chói tai truyền đến, lôi đình bắt đầu khởi động. Chỉ trong một thoáng, lên ở quanh thân hắn ngưng tụ thành hình một đầu giao long lách thân, đang dương nanh múa vuốt hung ác dị thường. "Quan tưởng toại hoàng, ngự lôi hoành không!" Tiếng hô của Trung Nhạc cùng âm thanh rồng ngâm, âm thanh lôi đình hỗn hợp cùng một chỗ, đầu giao long lách thân kia xê dịch biến hóa, hồn phách của hắn cũng xuất khiếu hóa thành một toại hoàng 100 trượng, tăng lên chi lực của giao long. Chỉ thấy giờ khắc này trong rừng rậm dưới đáy vực có sấm sét vang dội, từng gốc cây ầm ầm ngã xuống, giống như có một đầu giao long toàn thân quấn quanh lôi đình đang hoành hành bừa bãi tàn phá ở trong rừng rậm. Những nơi đầu giao long kia đi qua, sân băng địa liệt, rừng rậm bị đổ nát. Oanh! Trung Nhạc sử dụng giao long nhiễu thể ngự lôi hoành không, trong nháy mắt liền lướt ngang 100 trượng, ầm ầm rơi xuống đất. Bùn sóng cùng với loạn thạch tung bay khắp nơi, làm xuất hiện một cái hố lớn. Trung Nhạc một chân quỳ xuống đất, hai tay chống đất,
không ngừng có lôi đình từ thân thể của hắn tràn ra ngoài, chui xuống mặt đất, đem mặt đất giật đến cháy đen. Sống sót rồi, sống sót rồi. Trung Nhạc đứng dậy thì hai mắt đột nhiên hoa lên một cái, tứ chi Bách Hải đều cảm thấy đau đớn kịch liệt, tinh thần lực đang chấn động, tựa hồ muốn đem cả người hắn đều xé nát ra, hồn phách giống như cũng muốn nổ bung, thân hình không khống chế được lung lay một cái, tựa hồ như là muốn ngất đi vậy. Mà ở trong cơ thể hắn, dược lực của ba viên Vũ Linh Đan ở trong thời gian ngắn ngủi này vậy mà đã tiêu hao không còn một chút. Hắn thậm chí còn cảm giác được thân thể trống rỗng, tinh thần cùng hồn phách trong trạng thái phấn khởi đang lấy đi năng lượng của thân thể. Trong chớp mắt bộc phát cái cuối cùng, hắn cơ hồ đem tất cả thể năng sở hữu được, tất cả tinh thần sở hữu được, hồn phách chi lực của mình hết thảy đều bộc phát đi ra ngoài. Lại phục dụng ba viên Vũ Linh Đan đi. Âm thanh của Tân Hỏa lại truyền đến. Hiện tại tinh thần của ngươi đang phấn khởi, trước nay chưa từng có, làm cho thân thể của ngươi không đủ sức lực, chỉ có dùng Vũ Linh Đan để bổ sung năng lượng, nếu không thân thể trong chốc lát sẽ bị lấy đi hết đi, sau đó ngươi sẽ chết đi. Trung Nhạc lập tức lấy ra ba viên Vũ Linh Đan, há miệng ăn vào. Đối với tình huống mà Tân Hỏa đã nói, hắn cũng đã có nghe thấy. Trong một bộ lạc, có một phu nhân mang hài tử, gặp được địa chấn thì phòng ở bị sập, mắt thấy vách tường nặng ngàn cân lập tức muốn đè lên trên hài tử. Vậy mà phu nhân lên một bước vượt qua, trực tiếp đem vách tường nặng ngàn cân nâng lên, đem hài tử cứu sống. Hài tử không có việc gì, nhưng phu nhân sau khi nâng lên vách tường nặng ngàn cân thì rất nhanh liền chết đi, thân thể lại không có bị bất kỳ vết thương nào. Đại khái chắc là bản năng của người mẹ đã kích phát phản ứng cực hạn nên thân thể bị lấy hết, lại không có bao nhiêu linh đan diệu dược giống như Vũ Linh Đan để bổ sung, bởi vậy hao hết năng lượng mà chết. Tình huống hiện tại của hắn phảng phất cũng cùng loại với tình huống đó, nhưng cũng may là hắn có nhiều Vũ Linh Đan có thể bổ sung tiêu hao của thân thể. Vũ Linh Đan vừa vào bụng, hắn lập tức cảm giác được năng lượng dồi dào của Vũ Linh Đan đang nhanh chóng bổ sung thể năng, thoải mái tinh thần cùng với hồn phách. Thức hải của hắn điên cuồng sinh trưởng và mở rộng. Đợi cho dược lực của ba viên Vũ Linh Đan này tiêu hao hết, thức hải của hắn đã sinh trưởng đến phạm vi 100 mẫu, tinh thần lực cơ hồ lớn mạnh gấp đôi. Lúc này mới qua bao lâu đây, tinh thần lực đã lớn mạnh nhiều như vậy rồi? Trung Nhạc ngạc nhiên, từ lúc hắn nhảy núi đến bây giờ, trước sau sau chỉ dùng nhiều nhất một nén nhang, vậy mà tiêu hao đến 6 viên Vũ Linh Đan, hơn nữa tinh thần lực cũng lớn mạnh gấp đôi. Dựa theo tốc độ tiêu hao này, chỉ sợ hơn 900 miếng Vũ Linh Đan cũng chỉ có thể chống đỡ cho ta được hơn 1 tháng thời gian mà thôi. Hắn vốn cho là hơn 900 viên Vũ Linh Đan là một số thiên đại tài phú, bây giờ xem ra chính mình vẫn là quá ngây thơ. Dùng loại phương thức tu luyện cường hoành này của Tân Hỏa, thêm nhiều Vũ Linh Đan hơn nữa chỉ sợ cũng không đủ dùng. Hiện tại theo dưới vách núi leo lên đi, sau đó lại nhảy một lần. Tân Hỏa trầm giọng nói. Thân thể của ngươi cũng không tệ, rõ ràng không có bị thương, cho nên lần này ngươi cần phục dụng 6 viên Vũ Linh Đan. Hơn nữa lần này ngươi còn phải cõng một khối tảng đá lớn nhảy núi kìa. Tiểu là tảng đá kia đi. Ngươi cõng tảng đá kia trở lên vách núi, sau đó lại cõng nó nhảy xuống đi. Trung Nhạc ngơ ngác nhìn khối núi đá ở phía trước, chỉ thấy khối núi đá này ít nhất cũng phải nặng ngàn cân, so với chính mình còn muốn lớn hơn một vòng. Đừng nói là cõng tảng đá kia nhảy núi, cho dù trèo lên cái vách núi thẳng đứng như vách tường này cũng đã là một chuyện khó khăn vô cùng. Nhạc tiểu tứ, nhảy núi là rèn luyện sức bật cho ngươi, mà trèo lên vách núi lại là rèn luyện lực khống chế của ngươi. Ngươi lưng đeo núi đá lại quan tưởng giao long, dùng vuốt rồng giữ chặt vách núi rồi leo lên, khống chế sức mạnh của vuốt rồng và thân rồng cùng cân đối thân hình, trợ giúp cho người khống chế mỗi một phần sức mạnh của chính mình. Trung Nhạc gật đầu, tinh thần lực khẽ động liền hóa thành giao long. Lần này hắn quan tưởng giao long so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều, tốc độ phản ứng so với lúc trước cũng nhanh hơn. Sử xuất ra giao long nhũ thể, Trung Nhạc cõng lên khối núi đá kia đi tới dưới chân vách núi, rồi lại nhìn lên trên, vực sâu cao nhìn không tới đỉnh. Răng rắc một tiếng, vuốt rồng hơi dùng sức giữ chặt vách đá của vách núi thì tảng đá liền lứt vỡ,
Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Tân Hỏa nói không có sai, hiện tại lực khống chế của ta hoàn toàn chính xác rất yếu, không có cảm giác gì cả. Chỉ có quan trưởng gia Giao Long, muốn cho nó phát lực nơi nào, nó liền phát lực nơi đó. Muốn cho nó phát bao nhiêu lực, nó liền phát bấy nhiêu lực. Lúc này mới xem như khống chế sức mạnh của chính mình được. Hắn tĩnh hạ tâm lai, tinh tế cảm ứng phỏng đoán sức mạnh lúc vận hành Giao Long nhũ thể. Đã qua thật lâu, lúc này Trung Nhạc mới lần nữa khởi hành, lưng đeo cự thạch nặng ngàn cân, quan tưởng Giao Long hướng đỉnh núi leo lên. Giao Long quấn quanh thân thể của hắn, giờ vuốt giữ chặt vách đá, dưới sự khống chế của Trung Nhạc từng bước một hướng lên trên mà leo. Leo như vậy rất nhiều lần, xuất hiện tình huống nguy hiểm, hơi không cẩn thận thì sẽ bị bóp nát núi đá. Trung Nhạc đều mỗi lần liên tục gặp gỡ tình huống nguy hiểm, cơ hồ là từ trên giữa sườn núi mà té xuống. Cũng may Giao Long có 4 cái móng, mặt khác 3 móng vuốt còn giữ chặt vách núi, lúc này mới không có bị té xuống. Bất quá cũng là mạo hiểm vạn phần. Theo thời gian trôi qua, hắn không ngừng leo lên. Hắn đối với Giao Long mình quan tưởng khống chế càng ngày càng thành tạo, đối với sức mạnh khống chế càng ngày càng tinh vi, tình huống nguy hiểm càng ngày cũng càng ít đi, khoảng cách đến đỉnh núi cũng càng ngày càng gần. Trên đỉnh núi Ẩm Mã Đài, trong núi vang lên tiếng hí của bầy thú đang đi vào bên hồ uống nước. Chỉ thấy bên hồ có một thồng y thiếu nữ vén lên quần áo, cởi giày ra, đem bàn chân để vào trong hồ. Bàn chân lay qua lay lại làm tóe lên vô số bọt nước sáng như tuyết. Đào Đào, người nói tên Trung Nhạc đang ở nơi đây sao? Một vị hắc y thiếu nữ đạp sóng mà đi, bước chân nhẹ nhàng, theo mặt hồ đi tới nói. Hắn ở nơi nào vậy? Vị hồng y thiếu nữ tươi đẹp kia cười cười, nụ cười rất là dương quang. Nàng lên tiếng nói. Ta chỉ thấy hắn leo lên Ẩm Mã Đài, lại không có chứng kiến hắn trốn ở đâu. Thật kỳ quái mà. Tòa Ẩm Mã Đài này cũng không lớn, hắn có thể đi nơi nào được đây? Hắc y thiếu nữ dừng bước lại, lông mày cau lại, chỉ thấy dưới chân nàng sóng nước cuồn cuộn, hiện ra lưng một con cá lớn. Chỉ cần lưng cá lên dài ước chừng 4-5 trượng, rõ ràng là tinh thần lực hiển hóa mà hình thành cá lớn. Trung Nhạc của Nam Viễn, vậy mà có thể tiếp được một chiêu ngư nhạn song phi của ta, là một đối thủ không tệ. Hắc y thiếu nữ kia sắc mặt lãnh đạm nói khẽ. Bất quá lá gan có chút quá nhỏ, vậy mà lại trốn đi, không có nửa phần khí khái của nam tử gì cả, làm cho người ta khinh thường mà. Đào Đào, hắn đã không dám ra mặt, như vậy chúng ta đi thôi. Lời của nàng còn chưa có nói hết, đột nhiên nhìn về phía bên kia vách núi, chỉ thấy một quả đầu rồng dữ tợn hung hắc từ dưới vách núi nhô đầu lên. Giao Long giơ vuốt giữ chặt lấy vách đá. Giao Long quấn quanh thân của Trung Nhạc, lưng còn cõng theo một khối đá nặng ngàn cân, leo lên Ẩm Mã Đài, lập tức đem núi đá để ở một bên rồi thở hổn hển. Hai vị thiếu nữ hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên kia hai tay để trần, trên người chảy mồ hôi óng ánh, từ đường vân của làn da bị cơ bắp kéo căng chảy xuống. Tuy nhiên lúc nghỉ ngơi, thế nhưng cả người hắn lại tản mát ra một loại khí tức cuồng dã. Chính chủ đã đến rồi, sư tỷ à, hiện tại đã không còn chuyện của ta nữa rồi. Hồng y thiếu nữ kia cười như tiếng chuông bạc nói. Trung Nhạc theo âm thanh nhìn lại thì thấy hai vị thiếu nữ này không khỏi nao nao. Hai vị sư tỷ này có chút quen quen mặt. Hồng y thiếu nữ kia hì hì cười nói. Trung sư đệ, lúc ấy người ta đang ca hát trên thuyền nhỏ, không có cởi hết ra tắm rửa để bị ngươi nhìn thấy đâu. Đào sư muội, muội đang bóng gió, việc ta đang tắm rửa bị hắn nhìn thấy sao? Sắc mặt của Trung Nhạc tối sầm, nghĩ thầm một tiếng không ổn. Là Ngô Phi Yến cùng Đào Đại Nhi của nữ viện, làm sao các nàng lại biết ta chính là người đêm hôm đó đây? À đúng rồi, nhất định là Đình sư tỷ đã bán đứng ta rồi. Nhạc tiểu tứ, để ta dạy cho ngươi như thế nào ứng đối với loại chuyện trả thù của thiếu nữ này. Trong thức hải, Tân Hỏa hưng phấn lên tiếng nói. Đem thiếu nữ đẩy ngã giao phối là cách nhanh nhất, tốt nhất để giải quyết cái loại chuyện này. Sau đó các nàng nhìn thấy ngươi thì sẽ không kêu chém chém giết giết nữa đâu. Ngược lại, đối với ngươi rất là ôn tồn, muốn gì được đấy à? Tân Hỏa à? Ừ. Trước kia chuẩn nhân Tân Hỏa
gặp phải loại chuyện này cũng là xử lý như vậy sao? Ta rất muốn biết bọn họ đều là chết như thế nào. Trung Nhạc không để ý tới chủ ý xấu xa của ngọn lửa nhỏ này, ho khan một tiếng, hướng hai vị thiếu nữ nói: Ngu sư tỷ, Đào sư tỷ, chuyện hôm đó chỉ là một hiểu lầm, ta hướng hai vị bồi tội. Trung sư đệ, không cần bồi tội. Hắc y thiếu nữ Ngu Phi Yến xinh đẹp, gương mặt lạnh nhạt, lắc đầu nói: Đêm đó ta không thể lưu lại trung sư đệ, thì chuyện ngươi tự tiện xông vào nữ viện cũng đã coi như là bỏ qua. Bất quá đêm đó ngươi thử dịp bóng đêm chạy trốn đi, ta và ngươi cũng không phân ra thắng bại. Hôm nay ta tới tìm ngươi chính là vì chuyện này. Trung sư đệ, xin mời. Trung Nhạc lắc đầu nói: Sư tỷ, chúng ta không thủ không oán, làm sao có thể đánh nhau tàn nhẫn được đây? Sư tỷ thứ tội, ta còn muốn tiếp tục tu luyện, không thể theo hai vị sư tỷ được. Hắn đứng dậy, lấy ra 6 viên vũ linh đan ăn vào, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Cá lớn dưới chân Ngô Phi Yến du động, phá vỡ mặt hồ, bay theo mà đến. Con cá lớn kia nhấc lên sóng gió ngập trời, ở giữa sóng biển lộ ra đầu cá lớn như chiếc thuyền, thậm chí có mấy phần giống rồng, rõ ràng là một đầu ngư long. Nàng tu luyện ngư nhạn song phi, ngư trong đó dĩ nhiên là một đầu ngư long, bá vương ở trong nước. Hôm đó buổi tối, bóng đêm thâm trầm, Trung Nhạc chỉ nhìn thoáng qua, không có thể thấy rõ đầu cá lớn này. Hôm nay mới coi là nhìn thấy hình dáng, quả nhiên hung ác dị thường. Ngô Phi Yến hiển nhiên nhận được chân truyền của ngư long đồ đằng, hơn nữa tinh thần lực cũng đầy đủ mạnh, hiển hóa ra ngư long trông chân thật vô cùng. Ngư long nổi lên trên mặt nước dài khoảng 7 trượng, có máu có thịt có xương, miệng rồng dữ tợn du động trong nước, xu thế hung mãnh vô cùng. Cái này nếu so với giao long đồ đằng mà Trung Nhạc quan tưởng chỉ có da không có máu thịt xương cốt, cao thâm hơn rất nhiều. Hẳn là nàng ta gặp qua ngư long chân chính, vì vậy mới có thể đem ngư long đồ đằng luyện đến loại trình độ này được. Trung Nhạc nghĩ thầm, hắn lại không biết Ngô Phi Yến sở dĩ có thể đem ngư long đồ đằng tu luyện tới loại trình độ này cùng đồ đằng của Hữu Ngưu Thị có liên quan. Hữu Ngưu Thị sở dĩ gọi là Hữu Ngưu Thị, trong đó chữ Ngô cùng với chữ Ngư là đồng âm. Đồ đằng bọn họ chính là ngư long, là tổ tông lưu lại. Lịch sử của Hữu Ngưu Thị rất xa xưa, ở vạn năm trước cũng đã xuất hiện luyện khí sĩ, để lại đồ linh của ngư long, vì vậy gọi là Hữu Ngưu Thị. Trải qua vô số tộc nhân của đại thị tộc này tế tự trên vạn năm, đồ linh của ngư long đã trở nên giống như ngư long chân chính, thần thông quảng đại bảo vệ cho Hữu Ngưu Thị. Ngô Phi Yến thân là cháu gái của Hữu Ngưu Thị tộc trưởng, tu thành ngư long đồ đằng cũng không quá khó khăn. Thật không hổ là nữ viện đại sư tỷ, đêm đó cùng nàng va chạm, nàng không có hoàn toàn tráng phóng ra thực lực của mình, hẳn là không có ý định giết ta, chỉ muốn đem ta đánh gãy một chân. Trung Nhạc cảm nhận được sát cơ mãnh liệt đập vào mặt, trong lòng trong chớp mắt hiện lên một ý niệm trong đầu. Mà va chạm lần đó làm cho nàng thấy rõ thực lực của ta, vì vậy lần này nàng liền đem uy lực ngư long đồ đằng hoàn toàn tráng phóng ra, không còn lo lắng ta đón không nổi. Bất quá nàng chỉ vận dụng ngư long đồ đằng, mà ngư nhạn song phi lại là do hai loại đồ đằng kết hợp chung với nhau, cho nên bây giờ còn không phải là toàn bộ thực lực của nàng. Ngô Phi Yến đằng đằng sát khí, ngư long nhấc lên sóng gió, thế nhưng đem mặt hồ đẩy lên một đạo sóng lớn cao tới hơn trượng, hung hăng đẩy hướng Trung Nhạc ở bên vách núi. Trung sư đệ, lần này ta đến không phải là trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là thật sự muốn cùng ngươi đấu một trận. Ngươi muốn đánh cũng được, mà không đánh cũng phải đánh thôi. Cô gái này xuất thủ quyết đoán, bén nhọn, hung mãnh bá đạo, căn bản không để lại cho hắn bất kỳ đường lui gì. Ngô sư tỷ, hẳn là đem pháp môn công kích của hai loại đồ đằng bất đồng luyện thành là một, nhận được chân truyền của hai loại đồ đằng, thật không hổ là nữ viện đại sư tỷ mà. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, cõng lên tảng đá nặng ngàn cân, tung người nhảy xuống sườn núi nghĩ thầm. Sở học của nàng so với ta nhiều hơn, cũng so với ta tinh quái hơn, thế nhưng ở trên thành tiếu, tinh thần lực cùng hồn phách lại không bằng được ta. Nếu là đánh nhau, thắng bại cũng còn chưa biết được. Mặc dù ta không sợ nàng, thế nhưng cũng không có cần thiết cùng nàng đánh nhau làm gì. Đào Đại Nhi sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng nhảy lên, dậm chân nói: Sư tỷ, ngươi đánh chết người rồi.
Ngô Phi Yến cũng là sắc mặt kịch biến, chỉ nghe một tiếng xe gió thì Ngư Long dưới chân của nàng đã nhảy ra khỏi mặt hồ, nhảy thẳng ra khỏi vách núi, hướng xuống vách núi mà rơi xuống. Đào Đại Nhi dậm chân cũng tung người nhảy xuống sườn núi, nàng lên tiếng nói: "Làm sao tỷ cũng nhảy xuống như vậy? Nếu như hai người các ngươi đều chết ở dưới này, người khác sẽ nói đôi thiếu nam thiếu nữ này vì tình mà tự tử chết ở đây. Mà hỏng bét rồi, ta làm sao cũng nhảy xuống dưới như vậy? Cứ như vậy chết cả ba ở đây, một nam hai nữ, người khác sẽ nói như thế nào đây? Sư tỷ à, mau cứu ta." Ba người rơi xuống, bất quá Trung Nhạc lưng đeo tảng đá lớn, rơi tốc độ nhanh nhất. Ngô Phi Yến đang ở sau đó, khoảng cách hắn càng ngày càng xa, mà Đào Đại Nhi thì khua tay múa chân, tự như muốn bơi lội trên không trung, dùng hết sức từ phía dưới bơi lên, chẳng qua cũng là vô sự vô bổ, tùy theo hai người rơi xuống. Trong chớp mắt khi Trung Nhạc nhảy xuống sườn núi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai thiếu nữ này cũng nhảy xuống sườn núi, làm cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc. "Ngô sư tỷ, nhảy xuống sườn núi rốt cuộc là vì cứu ta hay là giết ta đây? Nếu như là muốn giết ta, để cho ta rơi xuống mà chết là được, cần gì phải đuổi theo như vậy?" Nữ tử này tâm địa cũng không xấu, tuy là cháu gái của tộc trưởng Hữu Ngô Thí, xếp hạng thứ hai trong 10 đại thị tộc, cũng không có thấy chết mà không cứu à. Còn có Đào Đại Nhi sư tỷ, thế nhưng cũng đuổi theo xuống dưới này. Nghĩ đến các nàng đều có thủ đoán có thể rơi xuống mà không chết đi, hẳn là tu hành pháp môn có thể phi hành rồi. Bất quá các nàng cũng không có biết được, ta cũng không phải là đi tìm chết như vậy, mà là đang tu luyện. Hắn lập tức lâm vào trong quan tưởng, lại một lần nữa tiến vào thời khắc sinh tử huyền diệu, cực hạn phản ứng quan tưởng ra tại hoàng. Lần này hắn lưng đeo trọng thạch, hơi không cẩn thận chính là kết quả tử vong, vì vậy không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Cứ việc cho Ngô Phi Yến cùng Đào Đại Nhi cũng nhảy xuống sườn núi đuổi theo, cũng không thể khiến cho hắn phân tâm được. Toại hoàng do hắn quan tưởng lại càng thêm rõ ràng, có thể thấy được vảy rồng chòm râu trong mắt của toại hoàng càng ngày càng rõ ràng, cũng càng nhiều chi tiết hơn. Chi tiết càng nhiều, Trung Nhạc cũng cảm giác được tiêu hao đối với tinh thần lực cũng càng thêm hung mãnh. Dù sao cũng là lưng đeo đá nặng ngàn cân, rơi xuống tốc độ nhanh hơn, cảm giác tử vong mạnh hơn, cảm giác cấp bách cũng tự nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Dục vọng mãnh liệt cầu sinh sẽ kích thích hết thảy tiềm năng, khiến cho thân thể, tinh thần cùng hồn phách của hắn điều động hết thảy năng lượng tăng lên của bản thân. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, đại sợ hãi, tâm ma nảy sinh, nhưng tuệ hoàng xuất hiện liền lập tức luyện hóa hết thảy tâm ma, để cho tinh thần lực của hắn càng thêm thuần túy, càng thêm bền bỉ, quan tưởng cũng càng thêm dễ dàng. Mà ở phía trên, Đào Đại Nhi khua tay múa chân hô to gọi nhỏ, nhưng Ngô Phi Yến mắt điếc tai ngơ, đột nhiên mi tâm hiện lên tinh thần lực quan tưởng chim lớn, chỉ thấy dưới nách của nàng thậm chí có tinh thần lực hiện hình, hóa thành hai đôi cánh dài đến 1.6 trượng. Vù, Ngô Phi Yến vỗ cánh, nhất thời tốc độ tăng lên nhiều, nhanh chóng hướng Trung Nhạc tới gần. Hai người giống như sao băng từ vách núi rơi xuống. Ngô Phi Yến càng đuổi càng gần, đột nhiên thấy mặt đất phía dưới nhanh chóng trở nên to lớn, cây cối núi đá càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, trong lòng không khỏi kinh hãi. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần. Nếu lấy loại tốc độ này rơi xuống mà nói, cho dù nàng chiếm được chân truyền của Ngư Nhạn Song Phi, tinh thần lực có thể hóa thành hai cánh phi hành, cũng sẽ ngã chết rơi đến nát bấy. Nguy rồi, nguy rồi. Cái trán của Ngô Phi Yến toát ra mồ hôi lạnh, tâm thần đại loạn. Tốc độ của ta quá là nhanh, không còn kịp nữa rồi. Mau, mau bộc phát ra. Trong thức hải của Trung Nhạc, tân hỏa đột nhiên quát lớn, làm thức tỉnh lại Trung Nhạc còn đang quan tưởng. Trung Nhạc mở ra hai mắt, vừa khủng bố lại bền bỉ tinh thần lực bộc phát ra. Hồn phách khống chế tinh thần hóa thành giao long quấn quanh thân thể, lôi đình nổ vang, lôi quang quẩn động giống như kim long hoành không vậy. Viên cự thạch nặng ngàn cân hắn mang trên lưng bị lôi quang của giao long quét qua, phát ra từng tiếng giòn vang răng rắc, rồi vỡ thành từng khối từng khối. Trung Nhạc đang muốn ngự lôi hoành không, đột nhiên thấy hai cánh của Ngô Phi Yến chợt mở ra, nhưng nghe hai tiếng nổ bành bạch vang lên, hai con chim do tinh thần lực của nàng biến thành lại bị cơn lốc xoắn đến nát bấy. Ánh mắt của Hắc Y thiếu nữ lộ ra khôn cùng sợ hãi, đầu dưới chân trên hướng trong núi rừng rơi xuống, chỉ sợ sau một khắc thôi sẽ bị tái thành một bãi thịt nát.
Theo lý mà nói, ở trong chớp mắt, khi hai cánh chim của nàng bị cơn lốc phách vỡ, nàng còn có thời gian quan tưởng, dùng tinh thần lực ngưng tụ ra một đôi cánh nữa, tiếp tục ngăn lại xu thế hạ xuống. Thế nhưng là Ngu Phi Yến lại phảng phất trở nên ngu ngốc, không nhúc nhích được. Thời khắc sinh tử, nàng bị đại sợ hãi khống chế thức hải, trong thức hải nảy sinh tâm ma, làm cho nàng lâm vào trong đại kinh khủng. Loại thời khắc sinh tử, đại sợ hãi, đại khủng bố này, Trung Nhạc cũng đã trải qua, nên liếc một cái liền nhìn ra chỗ vấn đề của thiếu nữ này. Trong thức hải của nàng tràn đầy tâm ma, làm cho nàng vô lực phản ứng. Trung Nhạc gầm thét, chỉ thấy con dao long đang quấn quanh ở trên thân thể hoạt động, vù một tiếng liền hướng Ngô Phi Yến bay tới, đem tân hỏa làm cho sợ hết hồn, thất thanh nói: Ngươi điên rồi, ngươi không muốn sống nữa sao? Quanh thân của Trung Nhạc có lôi quang ẩn hiện, sấm sét vang dội, thế nhưng lại có thêm một đầu dao long ra đời ở bên trong. Hắn tâm phân tam dụng, quan tưởng Tuệ Hoàng, cũng đồng thời quan tưởng hai con dao long, một cái đi cứu Ngô Phi Yến, một cái tự cứu mình. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển thủ đoạn như vậy, tân hỏa cũng chưa bao giờ dạy hắn loại thủ đoạn này. Chẳng qua là dưới sự nguy cấp, hắn một cách tự nhiên liền sử dụng ra. Vô luận là phất tay cứu người, vẫn còn quan tưởng tự cứu mình, cũng giống như là nước chảy mây trôi vậy. Chỉ thấy Trung Nhạc khống chế lôi đỉnh dao long rơi xuống, dù sao cũng là mới vừa lấy tinh thần lực ngưng tụ ra dao long, chậm nửa tuyến thời gian, hắn đã rơi vào trong rừng rậm, sắp rơi xuống đất. Nếu là lấy tốc độ này rơi xuống đất, mặc dù hắn liều chết bộc phát cũng là khó thoát khỏi cái chết. Long hành vạn lý. Trung Nhạc tỉnh táo trước nay chưa từng có, khống chế lôi đỉnh giao long tà tà bay ra. Lôi đỉnh giao long xê dịch biến hóa, dùng hết sức đụng vào một gốc đại thụ, nhờ đụng vào cây cối mà đánh tan đi sức mạnh do rơi xuống. Rầm rập rầm rập, từng gốc cây đại thụ cao chọc trời vừa bị đụng vào liền gãy nát, kinh khủng đến chí cực. Rốt cuộc Trung Nhạc cùng lôi đỉnh giao long cũng rơi xuống đất. Ở trong vùng núi lại trượt đi thêm 10 trượng nữa mới dừng lại thân hình. Trung Nhạc hơi lảo đảo, chỉ cảm thấy thân thể trống rỗng trước nay chưa từng có, vội vàng lấy ra 6 viên vũ linh đan nhét hết vào trong miệng, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy mình lưu lại một cái dấu vết thật sâu ở trong rừng rậm. Bất quá cũng không phải thẳng tắp, ngược lại quanh co khúc chiết, giống như giao long phi hành xê dịch lưu lại dấu vết vậy. Đây cũng là thân pháp mà hắn mới vừa lĩnh ngộ được, long hành vạn lý, lưu lại dấu vết. Giời á, cái tên này thế mà làm được sao? Tân hỏa cũng là kinh hồn vừa định, thấy thế không khỏi thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm. Nói không chừng tự... Lại nói, trong nháy mắt khi Trung Nhạc rơi xuống đất, một con giao long khác do tinh thần của hắn ngưng tụ biến thành, dĩ nhiên bay đến bên cạnh của Ngô Phi Yến, mạnh mẽ đem thiếu nữ này cuốn lấy, thi triển ra ngự lôi hoành không, liên tục đánh ngã từng gốc đại thụ, khó khăn lắm mới rơi xuống. Nhưng Ngô Phi Yến mất hồn mất vía, thức hải bị tâm ma khống chế, lúc rơi xuống đất vẫn lăn lộn liên tục mười mấy vòng, lúc này mới dừng lại được. Cũng may mặc dù nàng không có tận lực đi theo đường luyện thể, thế nhưng thực sự thân thể so với người bình thường vẫn cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần, cũng không có bị tổn thương, chỉ là trên làn da trắng nõn nhiều ra thêm mấy chỗ thanh ngứ bầm tím. Thiếu nữ này vẫn là kinh hồn chưa định, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tâm ma như trước không tiêu tán. Sư tỷ, mau cứu mạng! Trên không truyền đến âm thanh hô to gọi nhỏ của Đào Đại Nhi. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiếu nữ áo đỏ kia hoa chân múa tay vui sướng từ giữa không trung rơi xuống, bất quá tốc độ nhưng lại rất chậm. Ồ, loại pháp môn quan tưởng này rất là kỳ lạ, quan tưởng chính là mây trôi. Trung Nhạc quay đầu nhìn thật kỹ, chỉ thấy quanh thân Đào Đại Nhi có mây khí quấn quanh, thả chậm tốc độ hạ xuống của nàng. Hắn thầm nghĩ, bổ lão đã từng nói, vân có vân linh, mây được người cúng bái liền sẽ không tiêu tán, dần ra liền sẽ có linh tính. Khả năng Đào sư tỷ đi lộ số này chính là vân linh lộ số rồi. Vân linh phiêu miễu, vô định hình, vô định tính, có thể hóa phong, có thể hóa vũ, có thể hóa lôi, có thể bay lên trời, cũng có thể rơi vào trong núi, thật là một loại linh huyền diệu. Ngô Phi Yến phục hồi tinh thần lại, dù sao cũng là nữ viện đại sư tỷ có thực lực đứng hàng đầu tiên,
rất nhanh quan tưởng ngư long đem tâm ma trong thức hải luyện hóa. Thoáng nhìn Đào Đại Nhi theo trên không ngã xuống, vội vàng bước nhanh chạy tới nói: Đào Đào, ta tới đón ngươi. Phù phù. Đào Đại Nhi rơi xuống mảnh đất phía trước mặt nàng, đặt mông ngồi xuống đất, giờ đến thất điên bắt đảo. Sư tỷ, ngươi đây là cố ý sao? Không phải. Ngô Phi Yến không có tiếp được Đào Đại Nhi nên thu hồi lại hai tay, sắc mặt lạnh nhạt nói: Đào Đào, ta rất muốn tiếp được ngươi, thế nhưng là không có tiếp được, ta thất thủ rồi. Đào Đại Nhi đứng lên, xoa xoa bờ mông giận dữ nói: Rõ ràng chính là ngươi cố ý mà, chứ không phải thất thủ. Ngô Phi Yến vụng trộm liếc nhìn Trung Nhạc ở phía xa xa nói nhỏ: Thật sự là không phải, vừa nãy ta đã bị thất thủ một lần. Nói bậy mà, rõ ràng là ngươi bị bêu xấu nên sợ một mình mất mặt, lúc này mới cho ta cùng ngã cùng. Đào Đại Nhi tức giận nói. Hai thiếu nữ thấp giọng nhau nhau nói. Đột nhiên liếc thấy Trung Nhạc từ trong núi rừng lại tìm được một tảng đá lớn, vậy mà lại vác ở trên người, ý định lại trèo lên đỉnh núi. Hai thiếu nữ liếc nhau hướng hắn đi đến. Trung sư đệ. Ngô Phi Yến trầm mặc một lát, lúc này mới nói: Cảm ơn. Trung Nhạc quan tưởng giao long cười nói: Việc nên làm, dù sao lúc sư tỷ nhảy xuống cũng không có chút do dự. Hai vị sư tỷ, ta còn cần tu luyện, liền không cùng các ngươi được nữa rồi. Ai muốn cùng ngươi chứ? Đào Đại Nhi phun nước miếng nói: Chúng ta lại không có uống rượu. Ngô Phi Yến lườm nàng: Sư đệ, đây là đang tu luyện sao? Không sai, bước qua thời khắc sinh tử, kích phát tiềm năng, chiến thắng đại sợ hãi, đại khủng bố, dùng hết sức để cầu sinh, đây cũng là phương thức tu luyện của ta. Trung Nhạc lên tiếng: Vừa nãy sư tỷ cũng đã trải qua thời khắc sinh tử, cũng đã nếm thử tư vị của cái kia như thế nào rồi. Thời khắc sinh tử sao? Ngô Phi Yến nhìn hắn một cái thật sâu, đột nhiên sau lưng xoẹt một tiếng, mở ra hai cánh màu đen, vỗ cánh, bắt đầu hướng đỉnh núi bay đi nói: Người đã tiếp tục tu luyện, như vậy cuộc chiến giữa ta và ngươi liền đã đến lúc khác vậy. Sư tỷ, ngươi lại quên ta rồi. Đào Đại Nhi dậm chân liên tục, vội vàng quan tưởng vân khí, thân thể từ từ chậm rãi bay lên, dì dì hướng trên không trung vách núi bay tới. Nàng hướng Trung Nhạc nói: Trung sư đệ, chúng ta lần sau sẽ tới tìm ngươi, bồi tiếp ngươi, ta đi trước một bước đây. Ôi, ngươi chờ ta một chút đi, không muốn leo nhanh hơn ta như vậy đâu. Cái đám mây chết bẩm, đám mây chết thối này, bay nhanh lên một chút đi. Về sau Trung Nhạc trèo lên trên đỉnh núi, Đào Đại Nhi vẫn còn ở giữa sườn núi bay lên. Bất quá, vị hắc y thiếu nữ Ngô Phi Yến kia cũng đã không cánh mà bay, chắc hẳn đã đi rất xa. Thuật phi hành hoàn toàn chính xác huyền diệu, quan tưởng vân, điếu đều có thể dùng để phi hành. Nếu là ngự lôi phi hành, tốc độ tuy nhanh, thế nhưng tiêu hao cũng thật lớn. Hơn nữa không có linh động bằng dùng cánh chim để phi hành. Đợi lần sau giảng bài, ta thử xem phải chăng có thể học được một loại pháp môn phi hành hay không đây. Hắn cảm giác được pháp môn phi hành, vô luận là đối với loại đệ tử thượng viện như hắn, vẫn là luyện khí sĩ, đều cực kỳ trọng yếu. Không chỉ hữu dụng trong chiến đấu, mặc dù là chạy đi hàng ngày cũng không có tác dụng nhỏ. Vù. Trung Nhạc lại từ vách núi nhảy xuống, tạo lên gió lớn, đem vị thiếu nữ đang bay lên trà sát đến không ngừng chìm xuống phía dưới, làm cho nàng hô to gọi nhỏ. Đã qua không lâu, Trung Nhạc lưng đeo tảng đá lớn trèo lên trên vách núi. Đào Đại Nhi lại hô to gọi nhỏ để cho hắn chậm lại một chút. Trung Sơn Thí, ngươi còn dám từ bên cạnh ta nhảy xuống lần nữa, ta liền sẽ không chơi với ngươi nữa đâu. Hồng y thiếu nữ kia lần nữa bị Trung Nhạc nhảy từ sườn núi xuống, mang theo vòi rồng thổi cho nàng rơi xuống sâu thêm trăm trượng, rốt cục cũng tức giận cả giận nói: Ngươi dám làm tiếp một lần, ta liền ở trước mặt Đình sư tỷ nói ngươi đuổi dẫn ta, trông ngươi không có quả ngon để ăn đâu. Trung Nhạc lưng đeo tảng đá lớn lần nữa trải qua bên cạnh của nàng, gương mặt chăm chú nói: Ta cùng với Đình sư tỷ thật không có quan hệ gì. Đào Đại Nhi thả người nhảy lên, nhảy đến chân lưng của hắn, mặt mày hớn hở: Người cõng ta đi lên, liền coi như chúng ta không có gì. Trung Nhạc chỉ cảm thấy trên người cũng không có nặng thêm bao nhiêu, trong lòng biết thân thể cô bé này rất nhẹ, mềm mại như không xương vậy, nhưng lại quan tưởng ra vân khí
để giảm bớt sức nặng, miễn cho mình không cõng nổi nàng, hắn thầm nghĩ. Thân thể của đảo sư tí ngược lại là rất nhẹ, thanh mảnh, vừa rồi cũng dám đi theo nhảy xuống sườn núi như vậy. Có tâm địa loại này, khó trách sẽ có tiếng ca mỹ diệu như vậy. À, đào sư tí, không bằng tới ca hát cho ta nghe một chút đi. Trung Nhạc đề nghị nói. Không hát. Nghe vậy, Trung Nhạc làm bộ muốn đem nàng ném xuống. Thiếu nữ sợ tới mức vội vàng ôm chặt lấy cổ của hắn nói. Ta hát mà. Ngươi, cái tên hư hỏng như vậy, ta thực sự không biết đình sư muội thích ngươi ở điểm nào. Đào Đại Nhi tại chân lưng của hắn chậm rãi khẽ hát một khúc thanh sướng, âm thanh không cốc không linh vô cùng. Một khúc ca còn chưa hạ xuống, Trung Nhạc đã mang theo nàng leo lên trên đỉnh núi. Đào Đại Nhi ngồi ở bên hồ, bàn chân đánh vào mặt hồ, tiếng ca trong miệng không ngừng. Trung Nhạc nhảy vào trong hồ nước ẩm mã đại, tẩy trừ mồ hôi cùng dơ bẩn ở trên người. Tiếng ca như là đầu ngón tay của thiếu nữ phất qua tâm linh của hắn, mang đi sự mệt mỏi của thể xác và tinh thần. Nắng chiều rơi bên cạnh, ánh nắng chiều đọng ở giữa trời cùng núi. Ánh chiều tà chiếu rọi thiếu nữ cùng thiếu niên. Trên bờ hồ, mấy con độc giác mã nhàn nhã đi tới ven hồ, tiến đến bên hồ uống nước. Tiếng ca kia càng phát ra không linh. Đào Đại Nhi chân mang giày, từ bên người Trung Nhạc đạp sóng mà đi. Một lúc lâu sau, tiếng ca từ từ rơi xuống, dư âm quanh quẩn. Vị hồng y thiếu nữ kia xa xa hướng hắn phất phất tay, sau đó tiến nhập vào trong núi rừng. Đã qua thật lâu, Trung Nhạc mới từ trong tiếng ca mỹ diệu của thiếu nữ kia tỉnh táo trở lại, thì thấy thiếu nữ kia đã sớm đi xa. Long hành vạn lý. Trung Nhạc từ trong nước bay lên trời, tinh thần lực bộc phát, giao long quấn quanh thân hình, tựa như trên mặt hồ trượt mà qua, như là nộ giao quấy nước, nhấc lên sóng to gió lớn. Tại giữa không trung mà qua sông, vài bước tầm đó liền vượt qua ẩm mã hồ, chạy nhanh về hướng thượng viện. Trong vòng một ngày, tu vi của hắn phát sinh biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có Toại Hoàng trở nên càng thêm ngưng thực, hình ảnh Toại Hoàng càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, thức hải của hắn cũng khuếch trương nhiều lần, hôm nay đã có phạm vi 300 mẫu. Thân thể của hắn giống như tràn đầy sức mạnh, tại trong thời gian thật ngắn liền có thể đem tinh thần lực hiển hóa, hóa thành công kích vô cùng cường hãn bộc phát ra ngoài. Ngày mai tiếp tục tu luyện vậy. Tiểu Đồng Tân Hỏa ở trong thức hải của hắn nói. Người muốn siêu việt hơn Thiên Tượng Lão Mẫu, gì chậm rãi tu luyện có thể sẽ không được. Người bây giờ làm còn xa không đủ, chỉ khi ngươi làm được ba chữ Thúy, Mãnh, Cương mới xem như đạt tới cấp bậc nhập môn của Cảm Ứng Linh. Thúy có nghĩa là gọn gàng, dứt khoát, còn Mãnh là mạnh mẽ, dũng cảm. Trung Nhạc dò hỏi nói. Cái gì gọi là Thúy, là Mãnh, là Cương đây? Sức mạnh muốn Thúy, gọn gàng dứt khoát. Trong chớp mắt khi nắm đấm tiếp xúc đến thân thể địch nhân, sức mạnh liền hoàn toàn bộc phát ra, dễ như trở bàn tay. Còn tinh thần muốn mãnh, có tâm trí như mãnh hổ, như long xuống núi, tinh thần lực lao nhanh, quan tưởng thần ma ngay lập tức liền thành. Hồn phách muốn cương, hồn phách như tiêm thương, có thể ngoặt, không thể gãy. Hồn phách khẽ động, có thể tế vật nặng ngàn cân. Hồn phách bất động, giống như thiên đế ngồi phòng chính vậy, tả ma không thể động. Tân Hỏa lạnh nhạt nói. Chỉ có làm được một bước này, căn cơ của ngươi mới xem như là ổn, mới có tiền vốn tranh đấu cùng Thiên Tượng Lão Mẫu kia. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói. Tốt, ngày mai tiếp tục tu luyện. Ở phía dưới Kim Đỉnh Kiếm Môn, trong một tòa đại điện được vách núi Linh Chi nâng lên, vị hắc y thiếu nữ Ngô Phi Yến kia cung kính hướng một vị lão giả tóc trắng ngồi xếp bằng mà hỏi. Ra, hôm nay ta gặp được một vị thiếu niên đang tu luyện, nói với ta thời khắc sinh tử cô đại khủng bố, đại sợ hãi. Hắn nói bước qua thời khắc sinh tử, kích phát tiềm năng, chiến thắng đại sợ hãi, đại khủng bố kia, kiệt lực cầu sinh, tu luyện làm chơi ăn thật. Thời khắc sinh tử này là chuyện gì xảy ra vậy? Thật sự có loại phương pháp tu luyện như vậy sao? Vị lão gia tóc bạc kia đúng là tộc trưởng Hữu Ngu Thị, trong kiếm môn có địa vị cực cao. Nghe vậy liền mở mắt kinh ngạc nói. Thời khắc sinh tử sao? Rõ ràng còn có người dùng loại phương pháp tu luyện này sao? Vậy thật sự có loại phương pháp tu luyện này sao? Ngô Phi Yến kinh ngạc nói. Có, nhưng chỉ là nghe đồn.
tộc trưởng Hữu Ngô Thị trầm giọng nói: Loại phương thức tu luyện này cực đoan vô cùng, cực đoan và nguy hiểm, cực đoan tiến cảnh, cực đoan tỷ lệ tử vong cao. Bởi vậy có rất ít người tu luyện. Thời khắc sinh tử, nhất sinh nhất tử, đối lập lẫn nhau, làm được thì sống, không làm được thì chết. Thế nhưng là ở trong những người dùng loại phương thức tu luyện này, tuyệt đại đa số đều sẽ chết đi. Lúc trước kiếm môn chúng ta cũng có người dùng phương pháp tu luyện này, nhưng đều đã chết hết cả rồi. Ngô Phi Yến lại càng hoảng sợ nói: Sao? Đều chết hết cả rồi sao? Tộc trưởng Hữu Ngô Thị gật đầu nói: Loại phương thức tu luyện này chỉ là dùng để trúc cơ, đối với xuất khiếu, tế hồn, cảnh giới hữu hiệu. Tuy nhiên đối với luyện khí sĩ liền đã không có hiệu quả. Luyện khí sĩ lên trời xuống đất, há lại tiến vào thời khắc sinh tử dễ dàng như vậy được hay sao? Mà không thành luyện khí sĩ, thủ đoạn tự bảo vệ mình quá ít đi, không để ý liền sẽ chết rồi. Cho nên loại phương pháp trúc cơ này được người xưng là cực đoan, rất không thể làm được. Bất quá ta nghe nói năm đó lão môn chủ kiếm môn chúng ta chính là dùng loại phương thức này, đem căn cơ của mình kiên cố vô cùng. Thế nhưng đây chỉ là đồn đại, chưa hẳn là thật. Ngô Phi Yến chớp động đôi mắt, tộc trưởng của Hữu Ngô Thị nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng nghiêm nghị quát lên: Người không thể học tập phương pháp này, ngươi trở thành luyện khí sĩ đã là chắc chắn rồi. Nếu là dùng loại phương pháp tu luyện này, chỉ cần hơi sơ suất thôi liền sẽ chết đi, được không bù mất đâu. Ngày hôm sau, Trung Nhạc lại một lần nữa đi vào Ẩm Mã Đài. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một vị hồng y thiếu nữ ngồi ở bên hồ, bên cạnh nàng còn đứng một vị hắc y thiếu nữ. Ồ, Trung Sơn Thí, ngươi đây là dùng phương pháp xử lý gì mà thông đồng được với tiểu bò cái này vậy? Tân Hỏa lúc đầu còn kinh ngạc, sau đó tung tăng như chim sẻ nói: Chuyển cho ta, nhanh chuyển cho ta đi. Sau khi ta tìm được chuyển nhân của Tân Hỏa, liền có thể dạy cho hắn ta rồi. Những chuyển nhân Tân Hỏa trước kia mà ta dạy, có mấy người là bị nữ thần ma đang sống mà đánh chết đi. Nếu là học được cái biện pháp này của ngươi, liền không cần lo lắng nữa rồi. Lo lắng sau khi giao phối sẽ bị đang sống mà đánh chết đi. Trong thức hải của Trung Nhạc, ngọn lửa nhỏ kia hết sức phấn khởi kêu lên: Sao? Thông đồng với tiểu bò cái sao? Ý mà Tân Hỏa nói, chẳng lẽ là nói Đào sư tỷ cùng Ngu sư tỷ là đến đây tìm ta hay sao? Trung Nhạc ngạc nhiên cất bước hướng hai vị thiếu nữ đi tới. Hai vị thiếu nữ thấy hắn đi tới cũng có chút bối rối. Đào Đại Nhi thật nhanh nói: Trung Sơn Thí, chúng ta đến nơi đây có thể không phải là vì tìm ngươi, cũng không phải là đến để ca hát cho ngươi nghe đâu. Nơi này cũng không phải địa bàn của ngươi, bất luận kẻ nào cũng có thể đến đây được. Chúng ta tới đây trước ngươi, cho nên là ngươi đến tìm chúng ta. Trung Nhạc cười nói: Thì đây là tự nhiên rồi, hai vị sư tỷ xin cứ tự nhiên. Lúc này Ngô Phi Yến nhịn không được nói: Trung sư đệ, chúng ta quả thật là tới tìm ngươi. Ta nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo thời khắc sinh tử, không biết sư đệ có thể dạy cho ta hay không? Sao, sư tỷ cũng muốn dùng phương thức này để tu luyện hay sao? Trung Nhạc trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lắc đầu nói: Phương pháp tu luyện này đối với ta mà nói đã cực kỳ hung hiểm, đối với sư tỷ mà nói là còn hung hiểm hơn cả ta. Nếu là sư tỷ cũng từ trên vách núi nhảy xuống giống như ta trước kia, tỷ lệ tử vong sẽ đến 90%, hơn nữa mỗi một lần cũng là 90%. Lời này của hắn tuyệt đối không phải là khoa trương, lợi dụng thời khắc sinh tử tiến vào cực hạn phản ứng, cũng không phải là tung người nhảy lên đơn giản như vậy. Bởi vì lúc tiến vào cực hạn phản ứng cần quan tưởng tu luyện, mượn cơ hội này để cao tu vi của mình, mà chỉ cần lâm vào quan tưởng ở giữa không trung liền dễ dàng không cách nào tỉnh lại, đối với ngoại giới sẽ không biết gì cả. Ở trong quá trình rơi xuống, nếu như không cách nào kịp thời tỉnh lại, chờ đợi ngươi chỉ có một kết quả là tất nhiên sẽ bị té thành thịt vụn. Sở dĩ tỷ lệ thành công của Trung Nhạc cao cũng không phải là mỗi một lần hắn đều có thể kịp thời tỉnh lại, mà là Tân Hỏa ở trong thức hải của hắn, là Tân Hỏa xem đúng thời cơ đem hồn phách của hắn thức tỉnh lại, do đó giảm xuống thật lớn tỷ lệ tử vong. Mặc dù mỗi một lần nhảy xuống cũng sẽ có hung hiểm, nhưng bởi vì Tân Hỏa xem kịp thời cơ tỉnh lại, vì vậy Trung Nhạc mới có thể thành công nhiều lần. Bất quá Ngô Phi Yến liền không có đãi ngộ này,
Nếu là nàng một thân một mình đi tu luyện, nhất định sẽ bởi vì không có thể kịp thời tỉnh lại mà ngã chết. Cho dù Đào Đại Nhi có phiêu phù ở giữa không trung, xem đến đúng thời cơ tỉnh lại hồn phách của nàng cũng không quá khả năng, bởi vì thời cơ thoáng một cái thì sẽ biến mất. Nếu là chậm một cái chớp mắt thôi, sợ rằng chờ đợi Ngu Phi Yến cũng chính là tử vong. Nhờ một người khác thức tỉnh lại hồn phách còn đang quan tưởng trong thức hải đã là chuyện khó khăn 10 phần, cần dùng hồn tới kêu gọi. Ở trong quá trình này, chỉ cần Đào Đại Nhi có nửa phần sai lầm, chính là Ngu Phi Yến sẽ chết. Nếu là sư tỷ để cho Đào sư muội đi hỗ trợ, cũng có thể đem tỷ lệ tử vong hạ thấp đến 8-9 thành, nhưng vẫn là cực kỳ cao. Ngu sư tỷ, ta đem bí quyết tiến vào thời khắc sinh tử truyền lại cho sư tỷ. Về phần sư tỷ tu luyện hay không thì xem sư tỷ quyết định như thế nào. Trung Nhạc đem bí quyết để chấn áp đại khủng bố, đại sợ hãi khi tiến vào thời khắc sinh tử nhất nhất truyền thụ. Hắn lên tiếng nói: sư tỷ, ta còn cần tu luyện, ta đi trước một bước đây. Hắn cõng lên một núi đá, tung người nhảy xuống sườn núi. Đào Đại Nhi chần chừ nói: đại sư tỷ, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Trong lòng Ngô Phi Yến cũng là dãy dụa không thôi. Trung Nhạc đem bí quyết thời khắc sinh tử truyền thụ lại cho nàng, cũng đem nguy hiểm chỉ ra, làm cho nàng ý thức được tu luyện phương pháp như thế này đúng là hung hiểm vô cùng. Cho dù có Đào Đào tương trợ, ta cũng là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, nếu như Đào Đào mà phạm sai lầm thì... Ngô Phi Yến chần chừ một lúc lâu, đột nhiên thở dài nói: ta không thử, phương thức tu luyện như thế này chính là dùng mạng sống để đặt cược. Liều chết mới có thể trở thành luyện khí sĩ được. Mà ta muốn trở thành luyện khí sĩ cũng không khó khăn gì, cần gì phải liều mạng như vậy. Đào Đại Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: sư tỷ nói rất phải. Ngu Phi Yến lộ ra nụ cười tự tin, tự phụ nói: Trung sư đệ liều mạng như vậy, hôm nay còn không phải là không có trở thành luyện khí sĩ hay sao? Mà ta tu luyện từng bước một, hôm nay cũng vẫn còn là đại sư tỷ nữ viện cơ mà. Trung Nhạc ở dưới vách núi chờ đợi trong chốc lát, chỉ thấy Ngô Phi Yến thủy chung không có nhảy xuống sườn núi. Nếu như Ngô Phi Yến nhảy xuống sườn núi quan tưởng thất bại thì hắn vẫn sẽ xuất thủ đi cứu. Dù sao bản tâm của Ngô Phi Yến không xấu, hơn nữa hôm qua nàng cũng đã xả thân nhảy xuống mà cứu hắn. Nhạc tiểu tử, không phải là mỗi người đều có dũng khí giống như ngươi, cũng không phải là mỗi người đều có vận khí giống như ngươi có thể gặp được ta được. Tiểu đồng Tân Hỏa tự đắc nói: nàng kia nhìn như tâm trí bền bỉ, nhưng là tâm cảnh cũng không bằng được ngươi. Nàng ta cùng với thiếu nữ kia quan hệ không tệ, nhưng là còn không có tốt đến mức trình độ có thể phó thác sinh tử được. Nếu là nàng từ trên vách núi nhảy xuống, bởi vì lo lắng thiếu nữ kia có thể kịp thời thức tỉnh nàng hay không, tất nhiên sẽ không cách nào ổn định tinh thần quan tưởng, chỉ biết một lần rồi lại một lần hóa thành phi điều chạy trốn thôi. Chỉ cần một cửa ải này, nàng ta liền không có biện pháp vượt qua rồi. Mà ngươi lại hoàn toàn tín nhiệm ta, đem sinh tử phó thác cho ta. Ta để ngươi nhảy, ngươi liền tung người nhảy, cho nên có thể dễ dàng tiến vào quan tướng, do đó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trung Nhạc tinh tế suy nghĩ một chút, quả nhiên là đạo lý này. Tân Hỏa để cho hắn nhảy xuống, hắn thật sự không có suy nghĩ nhiều mà trực tiếp nhảy xuống, căn bản không có suy nghĩ nếu là thời cơ mà Tân Hỏa thức tỉnh lại hắn chậm một chút sẽ có kết quả gì. Đây chính là tín nhiệm tuyệt đối, yên tâm tuyệt đối. Thời gian mà hắn chung sống cùng với Tân Hỏa tính ra chỉ có 1 tháng. Nếu là người bình thường, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là giao tình bằng hữu. Thế nhưng tại trong nội tâm của hắn đã sớm cảm thấy mình có thể đem tính mạng toàn bộ mà phó thác cho Tân Hỏa. Hắn đối với Tân Hỏa tín nhiệm không có giữ lại chút nào, vì vậy mới có thể tại lúc nhảy xuống sườn núi trước tiên tiến vào trong thời khắc sinh tử, quan tưởng tuệ hoàng, tăng lên tu vi thực lực của mình. Thời khắc sinh tử, khảo nghiệm không chỉ là một người, mà là hai người, tín nhiệm ở giữa hai người với nhau. Tín nhiệm giữa Ngô sư tỷ cùng Đào sư tỷ không bằng ta cùng với Tân Hỏa. Nàng lựa chọn buông tha cũng là việc nên làm. Dù cho các nàng có tín nhiệm được như ta cùng Tân Hỏa, tỷ lệ tử vong vẫn là cực cao. Dù sao ánh mắt của Đào sư tỷ làm sao có thể đánh đá chuông hoa như ánh mắt của Tân Hỏa được. Trung Nhạc leo lên vách núi, Ngô Phi Yến đứng ở vách đá, áo đen bồng bềnh, anh tư hào sảng, đột nhiên thanh thúy nói: Trung sư đệ,
ngươi liều mạng tu luyện như vậy, bản thân ta nghĩ cùng với ngươi so sánh thử xem. Xem một chút xem, ngươi liều mạng tu luyện như vậy, cùng ta tu luyện, làm từng bước một, rốt cuộc ai mạnh ai yếu đây? Hiện tại khoảng cách cuối năm còn có 2 tháng thôi. Lúc cuối năm có một trận không có cấm kỵ tử thí giữa các đệ tử thượng viện trong môn hạ của luyện khí sĩ với nhau. Cuộc tỷ thí này định ra tư cách tiến vào linh không điển, hy vọng ở lúc quyết đấu cuối cùng ta có thể đụng phải trung sư đệ. Sao, tỷ thí cuối năm linh không điện ư? Trung Nhạc có chút ngỡ ngàng. Sư đệ không biết linh không điện sao? Đào Đại Nhi có chút kinh ngạc tiếp lời nói. Ừ, cũng phải, sư đệ tiến vào thượng viện mới có tầm 1 tháng thôi, không biết linh không điện cũng có thể hiểu. Linh không điện là nơi cảm ứng được linh dễ dàng, là chỗ tu thành linh tốt nhất à? Nói ví dụ như sư đệ muốn cảm ứng nhật linh, hồn phách liền cần bay đến bên cạnh mặt trời mới có thể dẫn động nhật linh. Hồn phách của ngươi có thể bay đến bên cạnh mặt trời hay sao? Thế nhưng là nếu như ở trong linh không điện là sư đệ có thể cảm ứng được linh ở trong mặt trời, do đó tu thành nhật linh. Linh không điện là vô thượng thánh địa của kiếm môn chúng ta, có thể tiến vào linh không điện tu hành, ý nghĩa với kiếm môn đã cho rằng căn cơ của ngươi rất vững bền, có thể tu thành luyện khí sĩ được. Trung sư đệ, hàng năm cơ hội tu thành luyện khí sĩ chỉ có 1 lần, mà có tư cách tiến vào linh không điện hay không thì muốn xem biểu hiện của sư đệ ở trong quyết đấu cuối năm rồi. Ngô Phi Yến xoay người đi tới nói, bất quá sư đệ chỉ tu luyện mỗi pháp môn công kích là bôn lôi kiếm quyết này, chỉ dựa vào một loại pháp môn này căn bản không cách nào đi tới cuối cùng được, thậm chí ngay cả trước 10 đều chưa hẳn được. Hơn nữa sư đệ còn cần hồn binh thượng hạng, đồ đằng thần trụ thượng hạng, bởi vì đó là cuộc đại chiến không có cấm kỵ. Đào Đào, chúng ta đi thôi. Hai vị thiếu nữ rời đi, Trung Nhạc buồn bực nói, Tân Hóa, tu thành linh cần phiền toái như vậy hay sao? Hey, tu thành linh đúng là rất phiền toái. Bất quá tu thành linh ở trong linh không điện chung quy cho ta một loại cảm giác không đáng tin cậy. Tân Hòa nói, năm đó thời kỳ Tuệ Hoàng, Yểm Tư Thần Hoàng nhất tộc là con nối dòng của Tuệ Hoàng. Ta nhớ được bọn họ ở cảm ứng linh lúc trực tiếp ngồi thuyền chân long, đệ tử hoàng tộc đứng ở trên thuyền, hạo hạo đãng đãng bay nhanh hướng mặt trời, ở bên cạnh mặt trời cảm ứng linh, lấy được mặt trời chi linh, chính là loại đẳng cấp cao nhất mặt trời kim mô chi linh. Ở trong linh không điện này tu thành linh, ta đoán chừng có thể có được nhật linh, cũng chính là hỏa linh bình thường. Còn có thần tộc khác nữa, tất cả đều là mang theo đệ tử chạy thẳng tới chỗ ở của linh, ở chỗ gần linh nhất cảm ứng tu luyện. Trung Nhạc nghe vậy phảng phất trước mắt xuất hiện tình hình cự long lôi kéo kim thuyền vượt qua tinh không chạy về phía mặt trời, tâm trí không khỏi hướng tới. Hiện tại ai có thể tự mình đi đến bên cạnh mặt trời đi cảm ứng linh được đấy? Hắn không khỏi lắc đầu. Ta. Tiểu Đồng Tân Hỏa không khỏi đắc ý cười nói, vô luận người nghĩ luyện thành nhật linh hay là nguyệt linh, ta cũng có thể làm được. Bất quá mới vừa rồi cái tiểu nha đầu kia nói không sai, người đúng là tích lũy chưa đủ, xa xa chưa đủ đâu. Cũng không phải người tu luyện pháp môn công kích yếu, mà là căn cơ của ngươi còn chưa đủ vững vàng. Người nếu là có thể đạt tới trình độ làm ta hài lòng, ta liền đưa ngươi đi dọc theo lên trên mặt trời cùng mặt trăng, để ngươi tu thành nhật linh và nguyệt linh. Trong lòng Trung Nhạc đập loạn thình thịch, vội vàng nói, ngươi làm sao đưa ta đi tới đó được đây? Năm đó ta cùng truyền nhân đời trước của Tân Hóa lưu đến chỗ này, lão tiểu tử kia đã già yếu đến không chịu nổi rồi, ta liền để cho hắn vì truyền nhân kế tiếp của Tân Hóa lưu lại bố trí, bày ra 2 tòa đại trận, khởi động trận pháp thôi là có thể truyền tống đến bên mặt trời cùng với mặt trăng rồi. Tân Hỏa cười nói, chỉ cần ngươi có thể làm được trình độ làm cho ta hài lòng, ta liền để cho ngươi dính đến một chút quang mang, hưởng thụ một chút đãi ngộ của truyền nhân thuần huyết Tân Hỏa. Chẳng qua không biết được, đã nhiều năm như vậy rồi, bố trí năm đó của chúng ta có bị hủy diệt hay không? Nào, đến đi, tiếp tục tu luyện. Hơn 10 ngày sau, Trung Nhạc không ngừng tu luyện, gió mặc gió, mưa mặc mưa, tốc độ tiêu hao của Vũ Linh Đan cũng là mau đến dọa người. Mấy ngày nay điên cuồng tu luyện hơn 900 viên Vũ Linh Đan, thế nhưng tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn 300 viên.
mà thức hải của Trung Nhạc thế nhưng trưởng thành rộng lớn đến chu vi 3.000 mẫu, giống như một hồ lớn. Tâm vừa động, trên thức hải liền sóng dữ ngập trời, tinh thần lực bộc phát kinh người vô cùng. Hơn nữa, mang vật nặng leo trèo để cho hắn, đối với Giao Long Đồ Đằng cùng thân thể khống chế như ngón tay, mà Bôn Lôi Kiếm Quyết cùng Giao Long Đồ Đằng kết hợp với nhau cũng là càng thêm tinh diệu. Trung Nhạc ngự lôi hoành không có thể bay ra khoảng cách gần dặm, tốc độ cực nhanh. Chẳng qua là đối với tinh thần tiêu hao thật lớn, không bằng pháp môn loại cánh chim dùng ít sức kia. Tu luyện tới một bước này, Trung Nhạc chỉ cảm thấy tiến cảnh của mình càng ngày càng chậm, tỷ lệ tiến vào thời khắc sinh tử cũng giảm xuống thật lớn. Phương thức tu luyện như thế đối với hắn bây giờ mà nói đã không có bao nhiêu lực uy hiếp, tỷ lệ tiến vào thời khắc sinh tử tự nhiên liền rất thấp. Ngày mai lại là ngày luyện khí sĩ thượng viện bắt đầu bài giảng. Bổ lão tiên sinh đáp ứng luyện chế cho ta 2 khẩu hồn binh, hả là cũng luyện tốt lắm rồi. Không biết mấy ngày nay ngài ấy giúp ta luyện 2 cái hồn binh kia như thế nào, rốt cuộc là cái hình dạng gì đấy? Nội tâm của Trung Nhạc không khỏi kích động lên. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc qua hồn binh, loại bảo vật cao đẳng như vậy. Hơn 10 ngày nay hắn đều trải qua tập trung tinh thần tu luyện, đối với các chuyện khác hoàn toàn không biết gì cả. Đợi cho hôm nay chuyển kinh các lần nữa được mở ra, chỉ thấy rất nhiều đệ tử thượng viện đang đàm luận, thường thường là đàm luận về chàng tỷ thí không cấm kỵ cuối năm kia. Ta mới vừa tiến vào thượng viện không có bao lâu, còn không biết đệ tử thượng viện rõ ràng lại đối với trận tỷ thí không cấm kỵ kia coi trọng như vậy. Trung Nhạc một đường đi tới, từ trên người một vài đệ tử thượng viện cảm ứng được một cỗ khắc nghiệt chi khí, trong nội tâm không khỏi cảm khái nói: bất quá cái này cũng là bình thường. Vô luận là đệ tử hàn môn hay là đệ tử danh môn đại tộc, 16 tuổi không tu thành linh đều bị khu trục xuống núi. Bởi vậy trận tỷ thí không cấm kỵ này chỉ sợ là hy vọng trở thành luyện khí sĩ của tất cả đệ tử thượng viện. Đương nhiên ta nếu là đạt được yêu cầu của tân hóa, ngược lại có thể không cần mượn nhờ linh không điện cũng có thể tu thành linh. Bất quá tân hóa yêu cầu cực cao, quả thật có thể nói là biến thái mà. Dùng bổn sự hiện tại của ta xa xa không đặt tới yêu cầu của hắn ta. Ở bên ngoài truyền kinh các, thậm chí cũng có không ít đệ tử ra tay đọ sức với nhau. Không chỉ có các loại phương pháp quan tưởng chiến đấu, còn có đồ đằng thần trụ cùng với hồn binh các loại bảo vật này rất là kịch liệt. Có đến hàng trăm đệ tử thượng viện ở một bên vây xem, phân thành từng cái vòng chiến. Hai vị đệ tử tranh phong, thủ đoạn chồng chất, các loại quan tưởng chi pháp được thi triển tất cả đi ra. Thậm chí Trung Nhạc còn thấy có người thân hiện cánh chim, vỗ cánh phi hành tại giữa không trung, hồn binh qua lại như điện, tranh phong trên không trung, thủ đoạn chiến đấu tầng tầng lớp lớp, huyễn lệ vô cùng. Làm cái gì vậy? Ồ, trong thượng viện như thế nào lại nhiều ra rất nhiều khuôn mặt xa lạ như vậy? Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một phương tham gia chiến đấu đều là một loại khuôn mặt xa lạ, giao đấu cùng đệ tử thượng viện. Đột nhiên, một vị đệ tử thượng viện từ giữa không trung bị đánh rơi xuống, trùng trùng điệp điệp mà rơi xuống đất, ngã xuống đất không dậy nổi, cũng may không có tổn thương đến tính mạng. Hiển nhiên đây cũng không phải là một hồi đơn thuần so đấu đơn giản như vậy. Đồng môn so đấu điểm đến là dừng, mà những người này ra tay quá nặng, không giống như đồng môn đang so đấu. Phốc một tiếng, đột nhiên Trung Nhạc chứng kiến từ trong một cái vòng chiến có một thân người quen thuộc, thân hình cao cao bay lên, bị một kích của đối thủ đưa lên giữa không trung, sau đó vô lực mà hướng trên mặt đất ngã xuống. Trung Nhạc tâm niệm vừa động, tinh thần lực hóa thành giao long bay ra, đem người nọ tiếp được, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Trung Nhạc bước nhanh đến phía trước nói: Hà sư huynh, đây là làm sao vậy? Mà bọn họ là ai vậy? Bị đánh bay ra khỏi vòng chiến đấu đúng là Hà Thừa Xuyên, giơ tay lên gạt đi máu nơi khóe miệng, cả giận nói: những tên này là đệ tử ngoại môn tại trong nội môn tu hành, đến thượng viện để đập phá. Sao? Đệ tử ngoại môn tại nội môn tu hành sao? Trung Nhạc nao nao lập tức tỉnh ngộ lại. Muốn trở thành đệ tử nội môn đi theo đường chủ kiếm môn hoặc là trưởng lão tu hành thì chỉ có tu thành linh, trở thành luyện khí sĩ. Bất quá đại thị tộc đều có một ít đặc quyền. Đệ tử hạch tâm của đại thị tộc sẽ được luyện khí sĩ trong tộc thu đến bên người, tùy thời dạy bảo, truyền thụ công pháp, chỉ điểm tu hành. Ví dụ như Hữu Ngu Thị, Ngu Phi Yến, nàng đều có thể tùy thời lên núi hướng luyện khí sĩ Hữu Ngu Thị thỉnh giáo nan đề trên tu hành. Bất quá Ngu Phi Yến
không thích ở tại nội môn, mà những đệ tử hạch tâm khác của thị tộc thì thường thường ở tại nội môn, ngày bình thường rất ít cùng đệ tử thượng viện chạm mặt. Những người này tuy nhiên tu hành tại nội môn nhưng như cũ vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn. Đợi đến lúc cuối năm cuộc tỷ thí không cấm kỵ sắp đến, cũng phải đến đây khảo hạch. Hôm nay tới gần ngày tỷ thí không cấm kỵ, liền có không ít đệ tử như vậy từ nội môn chạy đến. Về phần vì sao lại hướng đệ tử thượng viện ra tay, thì là vì bọn hắn, những người này, đối với thực lực của đệ tử thượng viện cũng rất lạ lẫm, bởi vậy muốn thăm dò trong hàng đệ tử thượng viện có những cao thủ nào đối với chính mình có lực uy hiếp. Biết người biết mình mới có thể bách chiến bách thắng. Người tới lần này là đệ tử hạch tâm của Thủy Đồ Thị, là Lê Sơn Thị trong thập đại thị tộc. Không chỉ có ta bị đánh, Đình Sư Tý cũng bị đánh rồi. Hà Thừa Xuyên nhổ ra bọt máu trong miệng, cả giận nói: quá không nói đạo lý rồi, đã nói không hạ nặng tay, kết quả Đình Sư Tý bị bọn hắn đánh cho trọng thương rồi. Sao? Thủy Đồ Thị sao? Trong mắt của Trung Nhạc chợt lóe lên tinh quang, trong nội tâm tuôn ra một cỗ lửa giận, sắc mặt lại không thay đổi chút nào. Thủy Đồ Thị, luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị cấu kết cùng ma tộc, thả ra Thiên Tượng Lão Mẫu, cao tầng Thủy Đồ Thị đem Thủy Thanh Niên Sư Muối triệu lên núi, kết quả Thủy Sư Muối bị Thiên Tượng Lão Mẫu ký sinh, hồn phi phách tán. Cái vị đệ tử đánh bị thương Hà Tử Xuyên kia, ánh mắt rơi vào trên người Trung Nhạc cười nói: đưa tay ra thì có giao long bay ra, vị sư đệ này thực lực không tệ, không biết có hứng thú so đấu một trận với ta hay không. Ta xem người quan tưởng ra giao long mang theo Lô Đình Đồ Đằng, tựa hồ ẩn chứa bộ Lôi Kiếm Quyết thì phải, hẳn ngươi cũng là môn hạ của Bổ Lão Tiên Sinh phải không? Bổn sự của đệ tử môn hạ Bổ Lão Tiên Sinh ta đều đã lĩnh giáo cả rồi, thật sự là lơ lỏng. Bất quá ngươi thì bất đồng, vậy mà đem giao long đồ đằng cùng Lô Đình Đồ Đằng kết hợp lại với nhau, xem ra ngươi là người đạt được chân truyền, có chút bổn sự. Ánh mắt của hắn cay độc cực kỳ, không hổ là đệ tử đi theo luyện khí sĩ tu hành, chỉ cần tầm mắt kiến thức liền so với đệ tử thượng viện cao hơn rất nhiều. Trung Nhạc sắc mặt như nước, giống như không hề bận tâm nói khẽ: ngươi là Thủy Đồ Thị hay là Lê Sơn Thị đây? Vị đệ tử kia cười nói: Thủy Đồ Thị, Thủy Lệnh Sơn. Trung Nhạc gật đầu, cất bước đi thẳng về phía trước. Hà Thừa Xuyên nhịn xuống cơn đau, vội vàng bắt lấy cánh tay của hắn, thấp giọng nói: Trung sư đệ, không được hạ nặng tay. Thủy Đồ Thị là thập đại thị tộc, sư đệ đã đắc tội với Điển Phong Thị, cùng hắn so đấu ngang tay, ta sợ. Trung Nhạc nhẹ nhàng tránh thoát khỏi bàn tay của hắn, trên mặt lộ ra dáng tươi cười: sư huynh yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Sao? Không được hạ nặng tay sao? Tên Thủy Đồ Thị, Thủy Lệnh Sơn kia nhịn không được cười lên nói: hẳn là ta không muốn xuống tay nặng mới phải. Thực không dám giấu, vừa rời giao thủ với hắn ta, ta chỉ sử dụng có 7 phần lực. Vị sư đệ này, người có thể thống khống khoái khoái, toàn lực mà ra tay, ta hy vọng người cũng có điểm bổn sự. Được. Khoảng cách giữa hai người chừng 10 trượng, Trung Nhạc nhẹ nhàng hé mắt, khóe miệng giật giật: Thủy Đồ Thị. Oanh! Đá xanh ở dưới bàn chân hắn ầm ầm nổ tung, văng tung tóe khắp nơi. Mà ở nơi Trung Nhạc đứng thẳng, mặt đất trong đó lún xuống, xuất hiện một cái dấu chân sâu đạt hơn một xích. Dấu chân có hình dạng giống như vuốt rồng, so với dấu chân của người bình thường lớn hơn mười mấy lần, phảng phất là một đầu giao long hung ác đến cực điểm, đột nhiên phát lực đem mặt đất dẫm sập. Trong nháy mắt thân hình Trung Nhạc bắn ra, trong tích tắc khi bắn ra chuyển đến tiếng rồng ngâm chấn động, chỉ thấy bốn phía thân thể của hắn có thân hình một đầu ác giao đang xoay quanh, giống như bay lượn xung quanh thân thể của hắn, lại giống như đang quấn quanh thân thể của hắn vậy. Trong nháy mắt khi Thủy Lệnh Sơn lần nữa mở ra con mắt, thì Trung Nhạc đã đứng ở trước mặt của hắn, cánh tay quấn quanh lấy thân rồng thô to vô cùng, làm cả đầu cánh tay hiển lộ ra dữ tợn, hung hăng nện một quyền vào lồng ngực của hắn. Đong một tiếng, giống như trống lớn chấn động, tiếp theo nương theo lấy những tiếng giòn vang của xương cốt khi bị gãy, thân hình Thủy Lệnh Sơn uốn lượn, hung hăng hướng về phía sau đánh tới. Một tiếng răng rắc đụng gãy một căn hoa biểu lớn cỡ thùng nước ở trước truyền kinh các, lăn lộn liên tục vài vòng mới bay ra ngoài hơn 10 trượng. Trước truyền kinh các địa phương khác vẫn còn tiếp tục trong chiến đấu,
nhưng một kích này của Trung Nhạc liên tiếp truyền đến tiếng bạo nổ, giống như lôi âm nổ vang, lôi đình từ một bên này nhấp nhô sang bên kia, thật sự là rung động không gì so sánh nổi. Loại sức bật khủng bố thế này làm cho người ta phải ghé mắt. Giờ khắc này, từng tràng chiến đấu đã ngừng lại, vô luận là đệ tử thượng viện đang giao thủ, vẫn là một bên vây xem, nhao nhao nhìn sang hướng bên này. Lệnh Sơn huynh đệ, Lệnh Sơn huynh đệ. Hai vị đệ tử thủy đồ thị kinh hô một tiếng, vội vàng chạy lên, đem Thủy Lệnh Sơn đỡ cho đứng lên. Chỉ thấy Thủy Lệnh Sơn mềm như cọng bún, từng căn xương sườn trước ngực trực tiếp bị đánh lệch, bị cắt đứt 7-8 căn. Hai vị đệ tử thủy đồ thị sắc mặt kịch biến, quay đầu lại hung hăng mà nhìn, quát lên: Đồng môn so đấu, ngươi ra tay cũng quá độc ác rồi. Ta đã lưu thủ rồi, không có sử dụng toàn lực. Sắc mặt của Trung Nhạc bình tĩnh nói: Ta chỉ dùng có 7 phần lực thôi, nếu như 10 phần lực, hắn tiếp không xuống một quyền của ta được đâu. Mà ở trong thức hải của hắn, Tiểu Đồng Tân Hỏa dạy dỗ nói: Sức mạnh của ngươi còn chưa đủ giòn, nếu như sức mạnh đủ giòn, lúc đánh tới trên người địch nhân thì địch nhân cũng phi thường giòn, đụng một cái liền nát rồi. Đừng nói 7 phần lực, cho dù 5 phần lực thôi cũng có thể một quyền mà đuổi giết rồi. Ngươi còn cần tiếp tục tu luyện, còn chưa làm được chính thức giòn vang đâu. Sao 7 phần lực ư? Hai vị đệ tử thủy đồ thị kia hư lạnh một tiếng. Một người đem Thủy Lệnh Sơn nâng đi, tên còn lại tiến lên cười lạnh nói: Ngươi là môn hạ của bổ lão tiên sinh sao? Tu luyện chính là pháp môn luyện thể, có trách tốc độ nhanh như vậy, thuần túy pháp môn luyện thể, đem thân thể luyện được mạnh mẽ xa hơn người khác như vậy. Lúc cận chiến vật lộn bên dưới, thêm Lệnh Sơn huynh đệ không đề phòng nên bị ngươi chiếm được tiên cơ, cho nên mới phải ăn thịt thòi. Nếu là hắn sớm có đề phòng, làm sao sẽ dễ dàng bị ngươi đắc thủ như vậy. Hắn đưa tay run lên, chỉ thấy một căn đồ đằng thần trụ bay ra. Trên đồ đằng thần trụ có từng đạo gợn sóng phát tán ra khắp nơi, giống như là gợn sóng khuếch trương đến chu vi khoảng hơn 10 trượng. Bị gợn sóng của đồ đằng thần trụ này bao phủ, sở hữu tất cả đệ tử thượng viện đều cảm giác được giống như là đang đứng ở trong nước vậy, thân hình khó có thể di động. Đồ đằng thần trụ bình thường chỉ có thể bao phủ phạm vi 2-3 trượng, mà căn đồ đằng thần trụ này rõ ràng có thể bao phủ tầm hơn 10 trượng, hiển nhiên không phải đệ tử bình thường có thể có được đồ đằng trụ. Luyện thể giá chỉ là đi vào con đường tà ma ngoại đạo mà thôi, vô cùng vô dụng. Một căn đồ đằng trụ, ta liền có thể đem luyện thể giả như ngươi khắc chế đến xít sao rồi. Vị đệ tử thủy đồ thị kia nhìn xem quanh thân Trung Nhạc đang quấn quanh giao long, hắn cười lạnh nói: Huống chi giao long đồ đằng của ngươi có da không có thịt, không máu không xương, căn bản không có đạt được chân truyền. Ra tay đi, là để cho ta nhìn xem 7 phần thực lực của ngươi nào. Trung Nhạc nhấc chân nặng nề đạp một cái, đột nhiên chỉ thấy căn đồ đằng trụ kia tản mắt ra thủy ba đồ đằng văn, giống như là bị biển gầm vậy. Vạn nước phóng lên trời, áp lực căn đồ đằng trụ này mang cho mọi người lập tức biến mất, không còn một mống. Vị đệ tử thủy đồ thị kia trong nội tâm cả kinh, liền gặp nắm đấm của Trung Nhạc đã tới trước mặt, vội vàng quan tưởng lại ở đâu còn kịp nữa đây. 7 phân lớp. Trung Nhạc thản nhiên nói, nắm đấm hung hăng nổ nát dị tượng mà tinh thần lực của hắn vừa mới quan tưởng hình thành. Vị đệ tử thủy đồ thị này giống như là bị độc sắc cự tê đụng qua, bay ngược đi, lăn lộn liên tục, lăn xuống đến hơn 10 trượng bên ngoài. Quan tưởng không kịp, vậy mà quan tưởng không kịp sao? Làm sao tốc độ của hắn có thể nhanh như vậy được? Trong đầu của vị đệ tử thủy đồ thị kia chấn động ầm ầm, phun mạnh ra một ngụm máu tươi, giãy giụa đứng dậy rồi lại ngã xuống, vừa sợ vừa giận nói: Sức bật của hắn làm sao có thể khủng bố như vậy được? Sao, còn có đệ tử nào của thủy đồ thị không? Trung Nhạc nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy trước truyền kinh các tính ra hàng trăm đệ tử thượng viện lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh của hắn vang lên: Nếu còn, ta muốn đánh 10 tên. Bên ngoài truyền kinh các, những đệ tử thượng viện khác một mảnh xôn xao, khiếp sợ không thôi. Lần đầu tiên Trung Nhạc lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay mà đánh bại Thủy Lệnh Sơn, còn bị hiểm nghi xuất kỳ bất ý, tấn công bất ngờ mà thắng ở Thủy Lệnh Sơn, ở chỗ thân thể của hắn mạnh mẽ. Nhưng là lần thứ hai, vị đệ tử thủy đô thị này vừa lên liền tới lên đồ đằng thần trụ khắc chế thân thể của luyện thể giả.
Dưới tình huống này, Trung Nhạc vẫn như cũ đem đối thủ đánh bại dễ dàng như trở bàn tay, cùng Thủy Lệnh Sơn là cùng một kết quả. Lần này liền không phải là may mắn mà là thực lực. Đệ tử trọng yếu của Thủy Đồ Thị cũng không phải là hư danh nói chơi, đều là hạng người thân kinh bách chiến. Dùng đồ đằng trụ để khắc chế Trung Nhạc đích xác là cách tốt nhất khi hợp nhau với người có thân thể mạnh mẽ, cũng là kế sách thần kỳ mà tuyệt đại đa số đệ tử công nhận. Nhưng như cũ vẫn bị Trung Nhạc một cước đem uy lực của đồ đằng trụ phá vỡ. Có thể thấy được thân thể của hắn đã mạnh mẽ đến loại trình độ nào. Sao? Đánh 10 người ư? Khẩu khí quá cuồng vọng. Có người nhận ra Trung Nhạc nói: Ồ, nguyên lai là tên Trung Sơn Thị kia, có trách lại có thể cuồng vọng như vậy. Bản thân hắn chính là người cuồng vọng. Lần trước vị sư đệ Trung Sơn Thị này cũng là ở chỗ này đem một vị sư huynh Điền Phong Thị đánh cho một trận dữ dội, làm cho ở trước mặt luyện ký sĩ Điền Phong Thị nói Điền Phong Thị tính là cái rắm gì. Lúc này mới hơn một tháng thời gian không gặp, thực lực của hắn thế nhưng lại tăng nhiều như vậy sao? Ngay cả đệ tử trọng yếu của Thủy Đồ Thị cũng nói đánh là đánh được, thực lực so sánh với phần lớn đệ tử thượng viện cao hơn rồi. Những người bên cạnh cũng thấp giọng nói: Cái tên này cùng thập đại thị tộc có kiểu án hay sao vậy? Làm sao toàn là đánh đệ tử của thập đại thị tộc như vậy? Lần này sau khi đánh qua Thủy Đồ Thị, lần sau chính là Lê Sơn Thị, Đào Lâm Thị rồi. Ở một bên có đệ tử của Lê Sơn Thị nghe vậy cười khẩy, liền muốn tiến lên so đấu với Trung Nhạc, lại bị một đệ tử khác của Lê Sơn Thị bên cạnh ngăn lại, lắc đầu nói: Lê Sơn Thị chúng ta cùng Thủy Đồ Thị cũng là quan hệ cạnh tranh, 2 tháng sau là tỷ thí không cấm kỵ, tất sẽ có gặp nhau. Thừa dịp hiện tại hãy hiểu rõ một chút về chiến lược của đệ tử Thủy Đồ Thị như thế nào đi. Vị đệ tử Lê Sơn Thị hiểu ý, lùi bước chân về, gật đầu nói: Ta vốn cho rằng trong hàng đệ tử thượng viện chỉ là một chút người yếu đuối mà thôi, bây giờ nhìn lại thượng viện cũng có cao thủ, chính là dễ dàng xem một chút tiền vốn của cao thủ thượng viện xem như thế nào. Đình Lam Nguyệt bị mấy đệ tử trong môn hạ của bộ lão mang ra tính thất, Hà Thừa Xuyên vội vàng đi qua nói: Sư tỷ, thân thế của sư tỷ như thế nào rồi? Xương sườn bị chặt đứt mấy cây, nội tạng bị chấn động một chút, phục linh đan không chết được. Đình Lam Nguyệt dãy dụa đứng dậy, nhìn về phía Trung Nhạc ở trong sân nghĩ thầm: Khẩu khí của Trung sư đệ có chút quá lớn rồi, quá bá đạo, quá bừa bãi, chỉ sợ sẽ đưa tới Thủy Đồ Thị quần công thôi. Bất quá hắn cũng là thay chúng ta ra mặt. Ồ, không đúng, Thủy Thanh Nghiên là tiểu tình nhân của hắn, liền đến từ Thủy Đồ Thị. Lần này hành hung Thủy Đồ Thị chẳng lẽ là hoàn toàn cùng tiểu tình nhân náo lật rồi sao? Cho nên muốn hành hung anh vợ giải hận hay sao? Cũng trong lúc đó: Sao? Đánh 10 đệ tử Thủy Đồ Thị chúng ta sao? Người nào trong trường mà cuồng vọng như vậy? Nguyên bản tất cả đệ tử trọng yếu của Thủy Đồ Thị ở trong tính thất truyền kinh khác của luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị xa xa mà quan chiến. Thủy Lệnh Sơn mới vừa bị mang tới, mấy vị đệ tử trọng yếu đi lên trước mớm thuốc cho Thủy Lệnh Sơn. Thuốc còn chưa kịp ăn, vị đệ tử kia của Thủy Đồ Thị cũng đã bị Trung Nhạc đánh bay. Mà vào lúc này, âm thanh của Trung Nhạc cũng truyền đến, để cho mấy tên đệ tử trọng yếu của Thủy Đồ Thị trong tĩnh thất vừa sợ vừa giận, từng người bỗng nhiên đứng dậy, đằng đằng sát khí nhìn về phía ngoài của truyền kinh các. Đệ tử trọng yếu tự nhiên là bất đồng với các đệ tử khác. Đệ tử trọng yếu thường thường đều xuất thân từ nhất mạch của tộc trưởng hoặc là huyết mạch của luyện khí sĩ trong tộc, thân phận địa vị cũng vượt xa người khác, là người có thể đi theo tu luyện cùng luyện khí sĩ, hoàn toàn có thể nói là tinh anh trong tinh anh của lớp tuổi trẻ trong Thủy Đồ Thị. Đi theo luyện khí sĩ trong tộc tu luyện, bọn họ người nào không phải là nhân vật đã nhận được chân truyền đây? Không được đến chân truyền, căn bản không có tư cách đi theo luyện khí sĩ để tu luyện. Huống chi, Thủy Đồ Thị chính là thập đại thị tộc, đệ tử trọng yếu, có khi là linh đan diệu dược, có khi là thiên tài địa bảo, dùng linh đan trồng chất cũng có thể đem đệ tử xếp thành cao thủ. Trong ngày thường, những đệ tử này chống lại đệ tử thượng viện, tự nhiên đều có một loại cảm giác về sự ưu việt, cho là đệ tử thượng viện không thể nhận được chân truyền, so với những đệ tử trọng yếu như bọn hắn phải kém sắc hơn một bậc. Lần này bọn họ đi tới thượng viện cũng là vì hiểu rõ, thăm dò trong hàng đệ tử thượng viện có những cao thủ gì. Thật ra thì trong lòng bọn họ đối với lần thăm dò này vẫn có chút lơ đễnh.
Trên thực tế, sau khi đến thượng viện, trải qua mấy trận khiêu chiến, bọn họ cũng đúng là đem từng người đệ tử thượng viện đánh bại dễ như trở bàn tay. Đến nay mới thôi chưa đụng phải đối thủ so với bọn hắn mạnh mẽ hơn, vì vậy đều có chút lười biếng. Nhưng giờ phút này, những đệ tử tinh anh của Thủy Đồ Thị như bọn họ cư nhiên lại bị một tên luyện thể giả há mồm liền muốn đánh 10 người. Chính là tên đệ tử thượng viện tu hành pháp môn luyện thể liền muốn ngang ngược càn rỡ như vậy, không coi tinh anh nội viện ra gì. Càn rỡ, thật sự là quàn rỡ mà. Trong mắt một vị nữ đệ tử lóe lên tinh quang, đứng dậy liền muốn đi ra khỏi tính thất. Quần áo phất phơ, anh Tư tắp sảng nói: "Để ta đi cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng." Nàng chưa đi ra khỏi tính thất liền đã bắt đầu quan tưởng, chỉ thấy tinh thần lực thế nhưng đã bắt đầu hóa thành nước chảy xoay tròn vây lượn quanh thân hình, tạo thành một con sông phóng túng tuôn ra, xoay tròn vây lượn quanh thân hình như dòng vọt lên, như mãng du động. Thủy kiếm khí, kiếm thập tam thức. Nữ đệ tử Thủy Đồ Thị kia quát khẽ, trong sông có từng ngụm thủy kiếm từ trong nước nhiễm nhiễm dâng lên, cao thấp không chừng, rõ ràng là một môn kiếm pháp cực kỳ cao thâm. Nàng cũng là hạng người cẩn thận, thân kinh bách chiến, cũng không khinh thường Trung Nhạc. Mới vừa rồi, Thủy Lệnh Sơn cùng một vị đệ tử khác của Thủy Đồ Thị khinh thường Trung Nhạc, kết quả bị bại dứt khoát lưu loát, tự nhiên làm cho nàng trong lòng cảnh giác. Vì vậy, còn chưa chiến, liền trước tiên quan tưởng, miễn cho bị Trung Nhạc, cái tên luyện tề giả này, đánh cho trở tay không kịp. Một vị đệ tử Thủy Đồ Thị ánh mắt sáng lên cười nói: "Thủy Sanh sư tỷ không hổ là nhân vật cao tầng trong tộc coi trọng, tâm tư kín đáo, lần này đi ra ngoài tất nhiên muốn tiểu tử thượng viện kia đẹp mắt một trận rồi." Hắn còn chưa nói hết lời đã bị một hơi thở vô cùng thô bạo từ cửa vào đập vào mặt. Chỉ thấy ở cửa vào, ác dao sôi trào, dao long vẫy đuôi, cùng nữ đệ tử Thủy Sanh ở trước cửa tĩnh thất gặp nhau. Thủy kiếm khí của kiếm thập tam thức cùng dao long đồng thời bộc phát, trong lúc nhất thời chỉ thấy ra một tiếng lôi quang sáng lên, trong chớp mắt sáng chói giống như một tiểu mặt trời vậy. Nhưng thấy trong tiểu mặt trời có một đầu ác long rung đuổi đắc ý đang đánh giết tới, cùng con sông va chạm, thân hình vượt lên đem con sông quấy nát, đem từng ngụm thủy kiếm khí hết thảy đều chấn thành hơi nước. Còn vị nữ đệ tử Thủy Xanh kia hét lên một tiếng, bị cái đuôi của dao long đánh bay ở giữa không trung, kéo dài qua tính thất chu vi vài mẫu, từ đầu bên này bay đến đầu bên kia, rồi một tiếng tình thịch, cuối cùng dán lên vách tường. Vách tường lay động kịch liệt, đá vụn bổ nhào rơi xuống, chỉ thấy Thủy Xanh lại bị dính ở trên vách tường, tứ chi mở ra thành hình chữ đại, bốn phía cũng có đầy vết sách như mạng nhện. Có thể nghĩ một kích vừa rồi của Trung Nhạc sức mạnh bộc phát là hung mãnh cỡ nào. "Nếu Thủy Đồ Thị không ra thỉnh giáo, như vậy ta liền vào tới lãnh giáo thôi." 1, 2, 3, chỉ có 7 đệ tử của Thủy Đồ Thị thôi sao? Trung Nhạc có chút thất vọng lẩm bẩm nói: "Ta còn tưởng rằng có thể đánh được 10 người "Càn rỡ mà." Đệ tử Thủy Đồ Thị khoảng cách hắn gần nhất phản ứng cực nhanh, lập tức di động thân hình, tinh thần lực hóa thành đồ đằng văn, đồng thời sau lưng cũng có một cây đồ đằng trụ bay lên cắm xuống đất. Uy lực của thủy hệ đồ đằng trụ bị kích phát ra, hắn quát lớn: "Nơi này là tính thất của luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị, không phải là địa phương của ngươi có thể lấn lối được đâu." Uỳnh uỳnh uỳnh. Sau lưng 6 vị đệ tử khác của Thủy Đồ Thị cũng có từng căn đồ đằng trụ bay lên, lần lượt cắm ở trên mặt đất. Những tên đệ tử này cũng là hạng người lợi hại, nơi mà đồ đằng trụ cắm xuống cũng rất có quy cách, bố trí thành thất tinh tương liên trận thế, vừa vặn đem tính thất lớn khoảng vài mẫu này hoàn toàn bao phủ trong uy lực của trận pháp. Hơn nữa, đồ đằng văn giữa đồ đằng trụ cùng đồ đằng trụ chồng chất lên nhau, làm cho uy lực tăng lên gấp bội. Một cây đồ đằng trụ liền có thể mang đến khốn nhiễu cho luyện thể giả thật lớn, áp lực của nước hạn chế hành động, mà dưới tình huống đồ đằng trụ chồng lên nhau, áp lực lại càng tăng lên gấp bội. Những tên đệ tử của Thủy Đồ Thị này biết Trung Nhạc là một luyện thể giả, cho nên quyết định thật nhanh, đem ưu thế lớn nhất của hắn mà khắc chế, sau đó liền không tới phiên hắn khoa trương. "Hà bá đồ đằng quan tưởng quyết, thủy hà kiếm khí, vị thủy hạ thương sơn." 7 vị đệ tử Thủy Đồ Thị chợt quát lên, chỉ một thoáng
chỉ thấy trong tính thất hơi nước ngập trời, một mảnh dài hẹp, sông lớn bôn lưu. Tính thất giống như đã biến thành một thế giới của nước vậy. Vị thủy, sông lớn, hà sơn nhất thể, lấy sông vì kiếm khí, thậm chí một vị đệ tử còn quan tưởng ra hà bá. Chành một tiếng, từng ngụm hồn binh xuất hiện. Những tên đệ tử thủy đồ thị kia, thế nhưng tế ra hồn binh, rõ ràng là chuẩn bị toàn lực để ứng phó, đem sự sỉ nhục mà Trung Nhạc mang cho những đệ tử khác của thủy đồ thị toàn bộ mà trả lại. Bất quá ở trong nháy mắt, khi căn đồ đằng trụ thứ nhất của bọn họ rơi xuống, thì Trung Nhạc đã bắt đầu hành động. Căn đồ đằng trụ thứ nhất rơi xuống, đồ đằng trụ còn chưa kích thích, bồn lôi kiếm quyết cũng đã bộc phát ra. Lôi đỉnh kiếm chỉ từ trên cái căn đồ đằng trụ kia chưa kịp rơi xuống chợt lóe lên, cùng căn đồ đằng trụ này rơi xuống. Vằn nước của đồ đằng vừa mới bắt đầu lan ra khắp nơi, liền thấy trên gốc cây đồ đằng trụ lộ ra một đạo liệt ngân. Tiếp theo, đồ đằng trụ biến thành hai nửa. Mà cùng lúc đó, những đồ đằng trụ của 6 vị đệ tử thủy đồ thị khác lúc này mới rơi xuống. Thất tinh tương liên trận thế còn chưa hoàn toàn liền bị phá vỡ. Ngự lôi hoành không, Trung Nhạc từ phía dưới bay lên trời, lôi quang đại tác, nhanh như tia chớp, tránh thoát từng đạo công kích, tránh ra những hồn binh bắn nhanh đến. Hồn binh ở giữa không trung chuyển hướng, tốc độ cực nhanh, kiếm quang đầy trời đập vào mặt. Chỉ nghe một vị đệ tử của thủy đồ thị quát lên: mau lấy hồn binh vây kín, để cho hắn không có đường chạy trốn được. Răng rắc một tiếng, lôi quang hiện ra, lôi âm nổ vang. Vị đệ tử của thủy đồ thị kia bị một đạo lôi quang bổ trúng, thân hình bắn lên, bị phách đến thân thể cứng còng, cả người nám đen. Chỉ thấy một phút rồng to lớn từ không trung đè xuống, đem vị đệ tử vừa mới bị phách bay lên kia sinh sôi áp ở trên mặt đất. Tính thất lay động, mặt đất xuất hiện một rãnh to hình người. Long hành vạn lý, Trung Nhạc ngang trời mà đi. Chỉ một thoáng, từ đầu tính thất này lướt ngang đến một đầu khác của tính thất, ngay cả hồn binh giữa không trung cũng đuổi không kịp. Hồn binh đối với hắn là uy hiếp lớn nhất, thân thể máu thịt làm sao có thể ngăn cản lại loại bảo vật như hồn binh này đây. Cũng may tốc độ của hắn cũng đủ nhanh. Song long đoạt thức, rồng ngâm chấn động, phía sau Trung Nhạc lại có từng đầu giao long nhiễm nhiễm tức giận. Hai con giao long riêng phần mình quay quanh nửa bên thân thể, chợt há miệng hướng hai vị đệ tử ở giữa không trung hung hăng va chạm. Hai người về đầu chảy máu mà ngất đi. Bên ngoài truyền kinh các, hàng trăm đệ tử thượng viện hướng tính thất của thủy đồ thị nhìn lại. Chỉ thấy trong tính thất sóng nước ngập trời, sấm sét vang dội, rồng ngâm chấn động, tiếng nước chảy, tiếng phóng đãng gầm thét, tiếng thân thể va chạm, nhiều tiếng lọt vào tai. Sau một lúc lâu, sóng nước liền biến mất, tiếng lô đình, tiếng nước chảy, âm thanh rồng ngâm, tất cả tiếng vang cũng bình thường trở lại. Tính thất khôi phục trở lại bình tĩnh. Trung Nhạc từ trong cửa môn hộ rách dưới của tính thất đi ra, run lên áo gia thú, lắc đầu nói: mới có 8 người. Có người thò đầu hướng tính thất của thủy đồ thị mà nhìn lại, chỉ thấy trong tính thất một mảnh hỗn độn. 8 vị nam nữ đệ tử của thủy đồ thị tứ chi ngã chỏng vó ra đầy mặt đất. Ngắn ngủi trong chốc lát, 8 vị đệ tử trọng yếu của thủy đồ thị liền bị một lần mà quét ngang. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.